Cách học của mình đây ở đây á, là sư có cái lời khuyên nhắc nhở là quý Phật tử phải có cái quyển mà tổng hợp nội dung vô vị pháp á, để mà mình phối hợp với đó trong cái buổi giảng của sư đó. Nó sẽ có nhiều là lạc hơn. Thì khi mà mình học á, thì sư giải thích ở trên ở lớp á, thì dễ cho mình nghiên cứu. Nhưng mà khi về nhà á, thì mình có thể mình lấy quyển sách đó, cái mình đọc thêm đó, giống như cái quyển của năm mới vừa lấy ra đó, đọc cái như của phương có. Thì cái những cái đó nó có những cái lợi cho mình. Và thứ nhất á, là khi mà mình không hiểu á, thì đọc đó mình quên á, mình đọc đó mình nhớ lại. Hai nữa đó, thì trong lớp á, là sư giảng rồi đó, thì mình đọc đó, mình lại đó, mình thấy mình hiểu rõ thêm cái lợi ích cho mình là gì đó. Nên cái cô phải có đó. Khi nào khi mà quý tử mà chưa có cái quyển này á, thì hỏi Đức, riêng chú Đức kêu cô Thảo sẽ phát cho quý Phật tử mình có cho nên đầy đủ sách học nghiên cứu cho nó đủ đúng không? Là như vậy đó. Đó là sư nhắc nhở người ta quý Phật tử mình vậy đó. Rồi cái thứ hai nữa là cái phần mà những cái pháp thoại của ngài Chatila đó, thì sư gửi ra cho các quý Phật tử để có duyên duyên để mà đọc cái điểm theo pháp hành đó, nghiên cứu được á. Thì cái đó là cái chương trình của sư đó, là sắp tới là tại khi mà thành xong quyển sách đó thì phải xin in ra rồi gửi qua cho thiền viện Masi. Cái đó là tại sư hứa với ngài Chatila là trong cái chuyến đi kỳ ngồi bên Miến Điện đó, là tại vì nè, nó có nhiều cái khó chứ mà một cái khó nè. Thứ nhất á, là tăng ni sinh á, và Phật tử người Việt Nam mình á, ở bên nước Việt Nam mình qua mà hành thiền Masi á, ở tỉnh thiền Masi đó, hành thiền Vipassana đó, thì đa phần á, các vị đó không có rành tiếng Anh. Đó là cái trở ngại thứ nhất. Cái trở ngại thứ hai nữa đó là người ở Miến Điện á, thì lại không rành tiếng tiếng Anh nữa. Đó, nó có cái trở ngại đó nữa. Mà những nhà sư mà biết tiếng Anh á, thì là phát âm á, thì là không có chuẩn xác như người bên đây, như bên Mỹ và người đây. Đó mình thấy khó, cái đó là thứ ba. Rồi cái thứ tư nữa đó là cái văn cú á. Nếu mà mấy cô, mấy Phật tử mình đọc cái văn cú tiếng Anh á, sư đánh nó là nguyên bản đó. Đúng sai là sư cứ đánh đúng như vậy đó. Tại sư không có muốn sửa một cái gì trong đó hết á. Tu thử cái tác phẩm nguyên gốc của nó vậy chứ không có sửa đặt gì đó. Chính vì đó nó có những cái mình đọc cho coi khó hiểu lắm, khó rõ lắm. Mà tại vì sư có hai cái điểm mà sư làm được đó. Thứ nhất á, là sư hiểu cái pháp, tại vì cái này là pháp ngữ mà lời nói của trong pháp nên nó thường là pháp ngữ. Thứ hai nữa đó là sư biết, tại sư tiếp xúc các sư Miến Điện á, thì sư biết cái họ nói chuyện qua lại á, mình đã có một cái kinh nghiệm như vậy rồi, thành ra sư mới vô được mấy cái này. Còn cái điểm mà gọi là pháp ngữ á, là tại cái nhìn như là chẳng hạn như tích chuyện của Thiền Cư Sô Ná này, và bài số 9 đó nói về tích chuyện Thiền Cư Sô Ná, hay là cái tích chuyện về quý vị mà Hạm Thiên Rohitasa về đâu mà muốn đi khắp cái thế gian này để tìm hiểu con đường mà tầm cầu thoát khỏi thế gian này sự đau khổ đó, thì Đức Phật thấy ra khỏi thế gian này chỉ là ra khỏi pháp thế gian hữu vi mà thôi, chứ không thể ra khỏi pháp thế gian của tam giới này đó. Thì cái đó nó có trong cái tích truyện, nó nằm ở trong cái của kinh Tạng thuộc Tăng Chi Bộ Kinh á. Thì sư á, khi mà đến cái những bài kinh đó là sư phải có chánh tạng kế bên sư Sinaikol, sư coi là cho sư mới đem cái câu chuyện đó qua bên này, nó mới ra được cái nghĩa dùng nó mới đúng vậy đó. Thì tự nghe kẹp ha. Giống như cái bài kinh mà cái bài kinh thứ 9 này á, đó là Tỳ Khu Sô Ná đó, là đánh cái đời mà xưa đó, ông ta là một nhạc nghệ sĩ, ông ta ở tại gia đó, ở tình thế khi mà chưa xuất gia, ông ta là một nhạc sĩ đánh đờn giỏi lắm. Thì trong cái bài kinh chánh tạng á, thuộc nó cũng nằm trong Tăng Chi Bộ Kinh á, anh ta đánh cái giá tập 2, nó ba tập, tập 1, tập 2, tập 3, thì nó thuộc tập 2 á. Thì cái tập 1 á, là cái bài kinh tích chuyện của Ohitasa. Bài thứ 2 á, mà chúng ta được nghe tối và sư gửi ra đó là bài kinh Sô Ná đó, thì nó thuộc cái tập 2. Thì ở trong kinh nói đó là cái đàn tỳ bà, trong cái đàn tỳ bà. Nhưng mà ở đây á, thì ở trong đây ngài cái vị mình dịch ra tiếng Anh á, thì nghe nó giống như cái đàn còn vậy đó.
Tôi nghe kìa. Xin cho đó, thì bắt buộc là sư phải đi vô chống tảng chánh tạng, chứ sư không đi theo cái anh ngữ được. Tại vì mình phải tuân thủ kinh là phải nằm trong tánh tạng. Còn dân cú trình bày ngoài đó thì họ sai chặt nhau thì không có sao cả. Tuy nhiên cái chánh tạng sư phải giữ. Nên đó thành ra cái thành ra sư có một cái nghệ thuật. Trở thành sư có một cái nghệ thuật là khi mà xây dịch đó là sư phải có chánh tạng gốc, sư coi sư mới viết ra cho Phật tử học mới được. Chứ còn không á thì nếu như cái người nào cũng vậy đó, ngó tiếng Anh viết ra, ngó tiếng Anh viết ra gì đó thì sẽ sai chặt trên cái kinh điển hết à, cái ý hay nội dung mà trong kinh điển họ có Đức Phật để lại đó thì nó sai chặt kia lắm. Chính do đó đó sư tuân thủ và sư bảo vệ chính xác cái phần gốc đầu tiên đó là nội dung chánh kinh. Nội dung chánh kinh sư phải tuân thủ tuyệt đối. Cái thứ hai nữa đó là anh ngữ sư tuân thủ tuyệt đối, là những cái văn cú người mà ta soạn ra đó, ta viết ra đó sư phải giữ cái đó. Tại vì quý Phật tử mới biết á, cái người mà dịch giả mà không có dịch cho đúng cái ý của tác giả đó là kẻ thù của tác giả. Người ta nói như vậy đó, rõ như vậy. Dịch giả mà không hiểu được ý của tác giả viết đó là dịch ra như là kẻ thù của tác giả đó. Nên sư luôn luôn phải bảo vệ tuyệt đối cái bản original của cái tác phẩm đó, nguyên tắc. Nhưng mà nguyên tắc nữa đó là phải nguyên chánh gốc, cần nguyên tài kinh nè. Nên thành ra cái gì mà sư đưa vô đó là sư phải coi luôn luôn là trên bàn của sư luôn luôn có hai quyển sách đối chiếu với nhau, sư coi bỏ như vậy sư có làm việc được. Đó là sư có đủ tâm tạng sư mới giải quyết được đó là gì đó. Rồi cái ví dụ như là cái nghề ngũ lực, ngũ căn ngũ lực, như tài sư chính này là phải điều ngữ, phải quân bình cho năm căn năm lực này phải bình đồng đạt đồng đều đồng điểm nha, hay là đồng đẳng nha, không so le xếp lách á, thì nó phải có trong cái chánh tạng chánh kinh Đức Phật nói thẳng và phẩm mà ngũ lực ngũ căn thì phải coi cái đó và xin bên đây sư coi bên này quý Phật tử nghe kịp không. Đôi khi nó có những sai sót, ví dụ một cái điểm mà mình nói sai sót, ví dụ như đó nhà cha Thích La thì ngài nói như thế này, nhưng cái vị mà dịch ra cho ngài, tại ngài nói tiếng Miến, cái vị này phải chuyển vào tiếng Anh, cái vị này dịch ra tiếng Anh đó mà họ không có hiểu, cũng giống như là sư nói là dịch giả là kẻ thù của tác giả là vậy, họ không hiểu cái đó gớt vào tiếng Anh họ dịch ra luôn. Gặp như trường hợp mà không có hiểu pháp nữa đó, không hiểu về kinh điển đó, thì họ sẽ dịch cái đó tiếp tục theo nữa. Thế là cái này nó sai, số này nó sai nữa, rồi là sai tiếp rồi là tam sao thất bổ mình như vậy đó. Ba lần mà sao chép là lại nó ra tới 7 bộ, nên gọi là tam sao thất bộ là vậy đó. Ba lần sao chép lại cái là ra 7 bộ rồi nè, khác nhau liền à, so chiếu lại là khác chặt hết. Thành ra đó sư chứng cho đó sư phải coi lại nữa đó, những cái gì mà danh cú thì sư vẫn bảo vệ, nhưng mà khi mà pháp cú đó, pháp ngữ đó là sư phải coi trong chánh tạng. Nên đó sư cẩn thận để sư đưa tới quý tự học đó là phải chính xác, chứ không có khinh suất được, không có khinh suất được, hết sức là cẩn thận. Và pháp học mà pháp học này mà quý tử lấy được kiến thức này mới đi pháp hành được, chứ không có thể nào mà mình mà không có cái căn bản về pháp học về kiến thức này đó là quý tử đi rất là mù mịt, rất là nguy hiểm. Nên á trong cái bài kinh của ngài Tịnh La ngài nói chứ cái muốn đi pháp hành á phải chuẩn bị cẩn thận lắm, phải chuẩn bị cẩn thận lắm, mà phải đầy đủ kiến thức dữ lắm và đòi hỏi nhiều yêu cầu lắm mới được, chứ không phải cách đơn giản đâu. Mà hôm nay á quý Phật tử đây á là được thuận duyên đó, có nhiều vị trước đây sư không biết, nhưng mà nhiều vị tới nhớ tới pháp hành đó là họ không có một tài liệu nào để mà đọc chính sách thích để được đọc hết đó. Quý Phật tử nghe kịp không, nay mình có duyên á, khi quý Phật tử chưa đi góp áo về pháp hành thiệt sự đó, nhưng mà chúng ta có cái duyên là ta có đủ tài liệu rồi đó. Quý tử nghe kịp ha, từng bước sư sẽ hỗ trợ và đáp ứng những cái tài liệu cho quý tử, những kinh điển sách giả này đó đầy đủ cho quý tử học. Trở lại thì khi mà sư xong cái quyển sách này, nó quyển sách này không có nhiều, nó cũng như mà ra 28 bài, mỗi một bài được xúc tích bằng kinh nghiệm của ngài Chaitanya này viết ra bởi kinh nghiệm, quý tử đọc đó là toàn là kinh nghiệm. Thì xong đó sư sẽ in, sư phải gửi qua bên Thiền viện Maxi. Cái đó là cái nhu cầu mà ở bên bản họ yêu cầu cho mình phải đáp ứng, là tại vì không có ai làm hết đó,
ba người đến rồi, ba người ra đi, hứa hẹn xong cũng làm. Nên bây giờ đó là sư phải đáp ứng một cách rất là mà thiết tha và cốt ráo mà nhiệt tình á, nhiệt tâm sư phải làm cái này. Thành ra là quý vị sẽ thấy là nếu không có trở ngại đó thì trong vòng một tháng đó là mình sẽ xong cái độ đó. Thì sư đưa qua bên đặc thù, bên Phật học Tiêu Quang in cái quyển sách đó, nguyên bộ sách đó đó, một phần của việc tự có giữ mình có để mình làm tài liệu mình học, còn phần đó thì sư phải gửi hẳn về bên Ma Xì hết. Tại bên đó ngài Chatila ngài sẽ phát ra cho các hiền sinh bên bản quan bản học đó, họ phải có một cuốn gì đó. Ở đây á, quý tự thấy như sư á, là sư mấy cô kia gọi đi mà chuyến đi giống như là đây sẽ có anh Lộc nè, rồi có Phi Yến nè, có cô Thảo đi đó, thì gọi đi qua bên miếng điện đó, thì là ổn bản đó là họ cho kinh, cho kinh sách đó, đó những quyển đó là họ có tất cả mấy cô đây thì có, mấy cô mấy đây có không, nhưng mà còn tiếng Anh không mà. À, còn sư thấy có nhiều người Việt Nam mà lên đó thì ngài cũng kêu đọc đi rồi đọc cho cái mặt ngài đó, rồi cái ngài giải thích, thì cái sự giải thích của ngài cũng khổ lắm. Vì Phật tử thấy của ngày chủ nhật ngày tới ngày giải thích cho quý Phật tử nghe rồi đó, nhớ không, thì họ tổ chức cái buổi chủ nhật đó nó khó lắm như thế này đó nha. Yeah, đó nếu mà sư không nắm bắt được á, nếu không nắm bắt được cái cuộc họp đó hay là cái buổi học đó đó, nó collapse hết á, nó sụp đổ hết á, cái đó là kinh khủng lắm. Chính giờ đó những cái đó là sư hiện giờ sư đang đáp ứng từng bước lại cho các quý Phật tử biết. Ba con mắt tha, ba con mắt tha, thì chúng ta phải tách cái làm hai cái từ ngữ này ra là Parama và Attha. Thì cái Parama là cao siêu, còn Attha là nội dung hay là lý lẽ, nội dung hay là lý lẽ. Do đó nên ngài tịnh sự đó, ngài mới đặt đó là gì, đều là pháp siêu lý, tức là pháp siêu lý, tức là những cái pháp nó có nội dung cao siêu, những ý nghĩa và lý lẽ của nó thù thắng, nên ta gọi là Paramattha. Thì khi ta nói Paramattha, nó có ba ý nghĩa mà chúng ta đã học qua. Ba ý nghĩa, điều thứ nhất, cái nghĩa thứ nhất là đặc biệt không thay đổi. Cái thứ điều thứ hai là ta sẽ biết đó là cảnh với trí tuệ cao siêu. Điều thứ ba là chúng ta đây cũng là chủ của một pháp chế định. Một pháp chế định. Chúng ta đã học qua cái phần mà gọi là đặc biệt không thay đổi, cảnh với trí tuệ cao siêu. Nên chúng ta đi qua phần là chủ của một pháp chế định. Nhưng chúng ta biết đó, pháp xử lý nó còn có bốn đó không ạ? Còn có bốn, pháp xử lý nó còn có bốn mà. Pháp thứ nhất đó là tâm, tiếng Bali gọi là chitta. Pháp thứ hai ta gọi là tâm sở, là cetasika. Thứ ba là sắc pháp, ta còn gọi là rupa. Thứ tư là nibbana, ta gọi là nibbana. Tâm, từ ngữ căn của nó là chít, từ ngữ căn của nó là chít, ta gọi là suy nghĩ hay biết. Rồi cetasika, từ ngữ của nó kế được là gì, là phụ thuộc của tâm, thành thần phụ thuộc của tâm, của tâm đó là chít á, cetasika. Còn rupa là sắc pháp, nó mang tính chất là gì, quại gì. Hai cái này, tâm và tâm sở, nó gọi là gì, sanh diệt. Tâm luôn luôn sanh và diệt, còn sắc pháp thì luôn luôn vậy diệt. Nibbana nó còn có hai ngữ căn là ní và ná. Ní là không và ná là ngừng lặng. Ý nghĩa nó là gì, phiền não, ngừng phiền não.
Như vậy thì khi chúng ta nói đến Nibbana là do từ ngữ căn sinh thí lại kết hợp chữ I và chữ V này nó không có được đó, thì nó đổi qua thành hai chữ V là Nibbana. Nên là gọi gì? Không còn hơn phiền não. Không còn hơn phiền não. Thật chứ nè, do đó đó tiếng Bali nó gọi là Nibbana. Nibbana Paramang là chữ E và Sukhang. Nibbana là sự, Sukhang là an vui, Paramang là tuyệt đối, Nibbana là tuyệt đối an vui. Tức là gì? Không còn hơn tiền phiền não của tham sân và si. Không còn hơn phiền não của tham sân và si. Một vài nơi ta dịch cái đó là gì? Niết. Một vài nơi theo cái sách cổ xưa ta gọi là nát, nát bàn. Hay một vài nơi ta dịch gọi là gì? Nê hoàng. Cái tiếng nho thực ra tiếng Niết bàn thôi. Cái đó đó, khi ta học về cái bốn cái pháp xu lý này ấy, thì chúng ta sẽ thấy nó có bốn cái nghĩa rồi đó, được chưa? Rồi như vậy thì khi ta nói đặc biệt không thay đổi ấy, như ta ôn bài đó, là tâm á luôn sanh diệt là tính không thay đổi rồi đó. Thứ hai nữa là nó quá khứ hiện tại thì lai nó chỉ là cái biết mà thôi, không ai thay đổi được đặc tính của nó, nó là ba cái mặt khác. Cái thứ hai là nói tới sắc pháp đó, thì chúng ta nói đặc biệt chúng ta nói là gì, nó là hoài diệt, nó không có bao giờ nó được tồn tại hết đó. Thì chính cái đó quá khứ hiện tại vị lai nó luôn luôn là hoài diệt và mất dần, không có còn tồn tại. Còn đặc biệt không thay đổi của Niết Bàn là gì, là không còn là phiền não, luôn luôn là được tuyệt đối sự an vui. Quá khứ hiện tại vị lai luôn luôn là được an vui tuyệt đối, không có ai thay đổi được đó, không có thay đổi được đặc tính của nó, nên nó đặc biệt là không thay đổi là điều lớn nhất. Rồi có cảnh của trí tuệ cao siêu, chúng ta đã biết rồi đó. Cảnh của trí tuệ cao siêu là gì? Tâm chúng ta có trí tuệ, và trí tuệ đó được cao thù thắng. Dạ, cái cô lên đường. Dạ, thứ ba đầy đủ. Hẹn gặp tại sao? Dạ, dạ, sắp phải được khác, sắp phải nhá, sắp phải vô khác. Dạ, quan hỷ gặp lại các thứ cũng. Dạ, dạ, sao rồi? Cô có trở qua bên bản, chắc là sư sẽ gọi qua bà. Chắc là từ tháng sau sư sẽ gọi qua. Dạ, nếu vậy là con, lúc mà con rồi, dạ. Yeah. Được. Dạ. 3 tây tháng 8 thì con cũng quay trở về, là có thể giữa hè bay là ba. Dạ. 3 tháng 8. Dạ, giữa tháng 8 thì có thể giữa tháng 8 nếu mà đem về thì con quay trở lại, nó sẽ mai si luôn thì làm. Dạ. Dạ, không về nước hả? Dạ, con về Việt Nam. Oh. Con về Việt Nam xong thức làm visa mà. Oh. Yeah. Hôm trước đi con cũng tính làm visa rồi. Yeah. Đi luôn. Mà thôi chắc cũng phải có về, tại cô này cô yếu lắm, cô đi làm gì cũng phải về, cũng nghĩ. Cô đi ăn đâu, cô ăn đem thở ăn này, cô khổ không? Cô đau quá tưởng nặng. Dạ, đau tưởng mà kem thêm chát xì dầu ma chi. Mà không ăn gì được hết thì phải ăn xì dầu thôi. Xì dầu không, và lên đường về nước, rồi gặp lại con như sao. Dạ, còn duyên còn gặp, nếu còn sống, nếu chết là thôi. Con hai ở lại. Cô hai ở lại. Dạ. Nói với cô hai vậy, cô sợ. Lọc. Dạ. Rồi nói với cô hai, cô hai sợ. Hả? Dạ. Trước chắc là mỗi năm sư qua bệnh bản mà. Không được, bên đây sư qua lo gì. Nhưng mà đang nhập hạ thì chưa đây. Nhưng mà qua tháng 12 đó, sư qua mình để dỗ nhà ma sư. Trước đây đó là sư nhà 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 năm 7 8 9 10. Rồi, quý tử nào có đủ hết cho mấy sư cô đây rồi, để mấy cô có phước thấy là phụ thắng mà nghe thấy rồi, nghe chưa?
Dạ, sư có làm qua đĩa không ạ? Có qua đĩa. Rồi, con muốn qua ân lên phải làm. Con không biết, hôm nọ sư nói ngày sao? Dạ, không, sư nói sư ân cho ngài thôi, chứ sư không có qua đĩa, còn muốn cô yêu cầu đĩa sư sẽ làm đĩa. Dạ, sư hứa ngày cái gì sẽ làm thôi cái đó. Dạ, 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 dạ,
dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, sư chánh ăn nói trên giữ được đã giữ gìn sức khỏe rồi à, giữ gìn nói sư chánh giữ gìn sức khỏe nhưng cái duyên gặp lại nha, chúng ta sư phòng sống ha, vậy mới cứ nhìn nhau cái đó là lật vô tường còn lên được gì nữa, được chưa? Rồi có tự nghe cái này á là chúng ta học qua từ trước á, chúng ta qua cái phần mà cảnh có trí tuệ cao siêu á thì chúng ta thấy á là dưới cái trạng thái cái trí tuệ á thì chúng ta thấy được các pháp, nghe kiệt nghe kiệt ha, chúng ta hiểu được pháp là pháp diệu thế nè, pháp là pháp sinh thế nè, chúng ta biết biết là tất cả. Còn cái chủ của pháp chế định này đó, chúng ta hôm nay chúng ta qua phần là chủ của pháp chế định thì sư muốn giải thích luôn cho tự nghe. Pháp chế định đó nó có gồm có hai rồi nè, pháp chế định nó gồm có hai, là chế định nó có hai. Chúng ta biết đó là có hai pháp chế định, tiếng Bali gọi là Panyati. Pháp chế định có hai, tức là danh chế định và nghĩa chế định. Danh chế định đó, tức là danh xưng đó, này nghĩa lý, nghĩa là do đó pháp chế định có hai, tức là danh chế định nó có sáu phẩm nè, sáu pháp, nghĩa chế định nó có bảy pháp, chung lại là pháp chế định nó có 13 pháp, là chia làm hai loại, danh xưng chế định á này có sáu, mà nghĩa lý chế định á nó có bảy. Cô có hai trên đây ngồi nè, có hai lên trên ngồi nè, lên trên ngồi với cô Phương này cho thấy rõ nha, được chưa? Lên ngồi nha. Rồi ngầm đó, không ai nhắc. Ngầm bên đó không ai nhắc. Ngồi cái bên cô Phương người ta nhắc. Có bạn Hiền, có người cái bên cô Phương có người nhắc. Sư nói cô Hai ngồi bên đó có người nhắc cô Hai. Nhắc cô Hai uống nước. Nhắc uống nước. Nhắc ngồi đó. Nghe chưa? Rồi đó đó, mình bảo tự hiểu à. Rồi, chúng ta sẽ thấy cái pháp chủ định á. Hả? Cái chữ chế định đó, cái tự nghe cái danh từ chế định đó thì cái tự sẽ chia làm hai cái chế định đó vậy nè, chế biến định, định đặt tên, chế biến ra pháp hay là sản phẩm của mình á, đúng không, sản phẩm của mình á, rồi á mình định đặt tên gọi, nên gọi là gì, pháp chế định, cái tự nghe kịp không, chế định pháp chế định đó, định rồi nó có ý nghĩa là gì, chế biến ra sản phẩm, rồi mình định đặt tên gọi, kịp không? Do đó đây gọi là pháp chế định. Giờ thí dụ như thế này, ví dụ tử cái này, cái tử gọi là cái gì đây nè, cái này nè, cái bảng đúng không? À, cái bảng, cái tử nói cái bảng, à, cái bảng đúng không? Thì cái bảng này á, quý tử thấy cái bảng rồi, quý tử gọi là cái bảng, nè, đúng không? Nhưng mà nếu như á mà sư muốn đổi cái tên gọi là cái bảng này qua một cái tên khác
thì sư phải dùng cho mọi người phải hiểu, đúng không? Bây giờ cái bản sư chỉ dựng đứng lên, đúng không? Bây giờ nhưng mà sư đặt nằm ngang qua thì tôi gọi là cái gì? Cái bàn, đúng không? Nằm ngang qua là cái bàn, phải không nào? Mà nếu như mà cái bàn mình nằm ngang qua vậy rồi đó, còn cái cực quyết cũng tự nghe kẹp ha. Nhưng mà bây giờ đó ở ngoài trời đang mưa, đúng không? Ngoài trời đang mưa thì cứ tử phải dùng nó để đi ra xe, cứ tử không bị ướt. Cứ tử làm gì? Đi dùng phải đó, biết được cái đó, người ta hiểu cái phải không? Nó đủ quá được, nó đổi được nên mình phải chế biến sản phẩm đó, rồi mình đặt tên, mà nói ai cũng nghe được hiểu nó hết á. Rồi lấy giùm tôi cái bàn, thì ta lấy cái bàn dựng lên, rồi kê một cái bàn, cứ tự kê thành cái bàn, phải không nào? Lấy cái đồ che mưa, tôi được lấy cái đồ che mưa, người ta nghe kịp không? Người ta kịp không? Nó vừa gọi là pháp chế định do con người mình đặt ra, rồi. Nhưng mà cái tên gọi của nó đó, nó gắn liền với cái nghĩa của nó. Thì giờ cái này, cái bảng đó, nó có cái nghĩa của nó không nè? Cái bảng nó có cái nghĩa đó là gì? Dùng để viết. Cái bàn dùng để đựng đồ, phải không? Để đồ là trên mặt bàn, phải không nè? Rồi cái đồ mà cái mặt để mà che mưa thì là mình cũng phải hiểu ra cái dùng của nó, phải không? Rồi cái nè. Rồi nhưng mà ở trong cái góc độ mà quý tử biết được cái bảng với cái bàn này á, hay là cái đồ mà chế mứa nó được hình ra là do đó nó bởi bằng cái góc gì, nó góc bằng gì? Ví dụ như á thì ta làm bằng gì? Gỗ nè ha, hay là gọi là một chất hóa học nè, quý tử nghe kịp không? Chất hóa học đó thì những cái này á là nguyên chất hình thành ra, quý tử nghe kịp ha? Như vậy như cũng như á, đối với chúng ta học ở ngoài đường đó, ta nói là nước lấy nước uống, nhưng mà vô nhà khoa học á thì họ nói cái gì? H2O, đúng không? Cái này là nguyên chất hình thành ra, quý tử nghe kịp ha? Vậy thì khi mà quý tử nói theo pháp thế gian, cái bảng, cái bàn hay là cái vật phẩm, sản phẩm gì cũng được hết á, thì quý tử nói theo thế gian. Nhưng mà ai làm ra cái này? Thọ. Rồi ai làm ra ông thọ? Còn cha mẹ. Rồi cái ai làm ra cha mẹ? Ông nội, ông ngoại. Rồi cái ai làm ra ông nội, ông ngoại? Ông có, ông sờ. Cái nó kẹt, quý tử nghe kẹt lắm. Cũng là danh từ thôi, y tế chế định thôi, nhưng mà mình nói ra đó, ai làm ra cái này thì mình nói là gì? Cái tâm, đúng không? Có tâm á làm ra được à. Chứ bây giờ quý tử nói là ông người bà thợ gì đâu, quý tử nói bài không hết à. Cũng là chế định nói, tự nghe kẹp không? Ai làm ra cái bản này? Có cái tâm á làm ra được cái bản này. Người mà không có cái tâm á, người không làm ra được cái bản này, tự nghe kẹp không? Vậy thì khi mà nói tới ông bà cha mẹ con người á, cũng chưa nói đúng nữa đó. Cái pháp xử lý á, mới làm ra được cái pháp chế định, cho nên gọi là chủ của mọi pháp chế định. Tự nhiên kia không? Hiểu chưa? Chủ của mọi pháp chế định là bởi pháp siêu lý làm ra. Thì tự nghe kịp ha. Rồi, trong sắc pháp, mình nói tới sắc pháp đó, cái gì mà hình thành cái sắc pháp? Thì mình nói tận cùng của sắc pháp đó là gì? Tứ đại. Đó là chủ của một pháp chế định là tứ đại đó, của sắc pháp, đúng không? Sắc pháp còn có đất, nước, lửa, gió tạo ra. Cái đó chủ của pháp, sắc pháp này nè. Ví dụ như cái bàn, cái ghế là sắc pháp, thì do tứ đại nó hình thành gần cả nó, là chủ của một pháp chế định. Cái tên nghe kìa, hiểu không nè? Được chưa? Thắc mắc không? Có thắc mắc không? Không thắc mắc à. Như vậy thì ông A, bà B, ông C, bà D, vân vân, tức là pháp chế định. Cái tên nghe kèo không? Đó là pháp chế định là thôi. Như nhiều vậy, cái tên gọi cũng là pháp chế định. Cái tên nghe kèo ha. Nên xưa kia, nguyên thủy, nguồn gốc nguyên thủy của Đức Phật á, là Ngài không có đặt pháp danh. Tên người nào, Ngài đặt tên, Ngài gọi tên người đó thôi à. Một Kiều Liên, một Kalana, Ngài gọi mặt Kalana. Nhưng ngày hôm nay, nhân loại đó bắt đầu ra xài rồi đó, đặt pháp danh. Quý tử nghe kịp không? Đặt cái pháp danh, chứ gốc không có. Nên mình đi ra mình nói á, mình nói cái này tụng cái người kia, cái này vi phạm người nọ, hay là chỉ trích công kích nhau đó, chính mình cũng không có gốc đó. Mình cũng đang mất cái gốc nguyên thủy của mình đó rồi. Mà cái gốc nguyên thủy của mình nó trở lại là gì? Là cái tâm làm ra pháp chế định.
mình đang sống toàn là pháp chế, chế định. Thì cái pháp chế định thì nó vuông tròn méo hay là thẳng ngay hay là cong gì đó cũng là pháp chế định mà thôi. Cái thứ nghe kèm không? Mình phải giữ cái tâm á là cái gốc. Còn mà mình giữ không được cái tâm á thì mỗi pháp chế định hiện bài ra đó tác động vô của mình á, mình không có gì mà phải lung lay. Vì phải gì? Mình giữ cái pháp xíu, siêu lý rồi. Cái thứ nghe kèm không? Tự khi mà tự không giữ được pháp xử lý á, thì tự sống theo pháp chế định á, thì pháp chế định nó biến mô hình dạng trạng cho tự bị chi phối. Tự hiểu không? Hiểu chưa? Do đó mình phải giữ cái bản thể chân tâm, cái gốc của mình để mình sống ở trong thế gian này không bị chi phối bởi cái pháp chế định của con người tạo ra. Mô hình dạng hình người ta luôn luôn bị chi phối. Cái tự nghe kèm ha? Hiểu chưa? Yeah. Nếu không hiểu được cái pháp chế định đó là con người ta dễ bị lung lay với cái gì mà chúng ta không có gốc. Nhà cây mà không có gốc là cây nó không sống được. Con người mình không có tâm tâm sở sắc pháp mà mình không hiểu được cái đó đó, con người mình bị lung lay cái pháp chế định này. Đây thì xin nói với tự nghe, người ta đến với Phật tử người ta nói chứ bữa nay thấy nhìn của chị ốm quá à. Cái mình nghe cái chữ ốm đó mình rầu, ốm rầu ốm đâu mình, nhưng mà ốm đó là gì? Pháp chế định. Bữa nay nó ốm ngày mai nó mập là cũng gì bình thường á, tại chế định mà, cái tâm mình quyết định được mà. Nhưng mà mình vừa nghe nói chứ hôm nay chị ốm đó, cái bắt đầu mình nghe mình buồn cái là mình chạy theo pháp chế định, mình mất đi cái tâm của mình đang là gì? Giữ cái tâm không bị chi phối bởi pháp chế định nó tác động vào. Cái tự nghe kiểu mà ốm mập và mà khỏe yếu, cái chuyện đó là pháp chế định. Bữa nay nói cái này mà người ta nói cái khác, cái tự không có phải chi phối bằng tâm với pháp chế định. Mà cái tự phải coi lại cái pháp suy lý của tự là gì, cái tự coi cái tâm thôi mà. Tự nghe kẹp ha. Như đó thì khi nói tới cái pháp chế định đó là cái tự sẽ thấy những cái pháp chế định đó nó làm cho chúng ta bị chi phối pháp hiệp thế. Tự nghe kẹp không? Pháp siêu lý làm cho chúng ta thoát khỏi pháp hiệp thế nên đưa đến tâm pháp gì? Siêu thế. Nghe kịp mà. Vậy thì khi ta nói cái pháp chế định này, cái bài pháp chế định này nằm ở chương 6. Cái pháp chế định này đã nằm thành chương 6 rồi. Nhưng mà hôm nay sẽ kể sơ qua một tưởng mấy pháp để một tưởng quen thì nhìn thấy. Ở pháp mà về nghĩa lý á, nó có hiệp thành chế định. Nó có hiệp thành chế định. Hiệp thành chế định là thấy không? Đây là và hình thức chế định. Hình thức chế định. Rồi, thời gian chế định. Rồi, hư không chế định. Rồi, chúng sanh chế định. Chúng sanh à, chúng sanh chế định. Rồi, phương hướng chế định. Những cái này chúng ta sẽ thấy nó nằm trong cái bản nhiều chi pháp á. Bữa trước cô nằm có đèn qua cái bản nhiều cái này có đèn không? Dạ không có đèn. Cứ tự nghe kịp không? Để xin chỉ cho cô tự nghe. Cái bản nhiều chi pháp mà bữa trước. Anh kia anh làm lớn cho tư cái đèn. Dạ có đèn rồi. Dạ. Dạ. Cái này nó nằm ở dưới cái bản nhiều chi pháp nó nằm xuống như đây nè. Cái chót này nè. Cứ tự nghe kịp không? Cứ tự thấy nó nằm ở dưới cái mấy chỗ này nè. Cứ tự nghe kẹp ha. Cứ tự thấy nó có 7 pháp chế định về danh nghĩa, 6 pháp chế định về danh. Nè, mà cái phần này á, cứ tự sẽ học nó nằm ở chương 6. Cái này xin chỉ nhắc qua, cứ tự thấy là những cái mà cứ tự sẽ thấy nó có những cái nó phù hợp với cứ tự là gì? Cơ chưa? Cái tự này. Những cái này quý tự có không? Bản nghiêu này quý tự có không? Có. Có, khác điều hết hả? Có hết hả?
cô phương ca ông ca thì cho ta có cái chưa thần tướng chế định nó có bảy pháp. Giờ chúng ta nói nè, hệ thành chế định, chúng ta nói cái đồng hồ có phải là hệ thành không? Đồng hồ có phải là hệ thành không? Chiếc xe có phải là hệ thành không? Tại vì sao? Nhiều bộ phận ráp thành thành ra, đó gọi là hiệp, hệ thành hợp lại. Cái tỉnh nghe kịp không? Hả? Hình thức đó là vuông, tròn. Thấy nè, hình thức đó là vuông, tròn. Tự nghe văn văn, tự nghe kịp. Phải vuông tròn đó là hình thức không? Yeah. Nếu tụi nó cho lấy cái bàn vuông, đừng lấy cái bàn tròn. Ta biết ta là ta lấy cái bàn vuông. Mà quý tử không nói được cái hình thức đó, người ta không biết ta lấy cái bàn nào. Tự nghe kịp không? Lấy bàn cao, không lấy bàn thấp. Cái là hình thức chế định thôi. Nếu như mà cái bàn cao, quý tử làm cái bàn thành bàn lùn được không? Bàn thấp được không? Được, quý tử cưa nó xuống. Phải không nè? Còn cái bàn mà bằng thấp cái tử muốn làm bằng cao được không? Quý tử kế nó lên. Do con người, cái tâm con người làm ra được hết á. Rồi từ đây đúng không à? Rồi thời gian chế định là gì? Nha, dạ gì? Sáng, trưa, chiều, tối, dần dần. Thì cái đó là thời gian chế định. Phải không nè? Sáng ngồi gặp lại nhau nha. Đó là thời gian. Mà sáng đó, cái đó là một cái chế định con người mình ra thôi. Chứ đâu có con người mình đặt ra mà. Phải đặt tên ra gì. Rồi hư không đó là gì? Cái lỗ hổng là hư không. Nguyên giá thì có mà hai cái lỗ hổng là hư không. Mình nhìn lên trên trời á là vũ trụ. Ta nói là hư không, chế định vân vân. Cứ tự nghe kịp không? Cái lỗ hổng có trong cái chất nhà đó, cái miếng dán đó, có cái lỗ hổng đó, cái đó là hư không đó. Quý tử nhìn xuyên qua được đó là hư không đó. Thấy chưa? Cái chỗ trống không đó gọi là hư không chế định. Rồi chúng sanh chế định thì chúng ta là gì? Người nè, trời nè, phú nè, vân vân. Cái đó là chúng sanh chế định. Quý tử nghe kịp ha. Rồi nghe phương hướng chế định là gì? Đồng tây nam bắc, được chưa? Hình tướng là gì? Ốm mập gầy béo vân vân. Ốm là gầy rồi. Nào cao tắt công ty hả? Cao thấp hả? Được chưa? Đó thì cái đó, những cái đó là những cái kinh từ chế định mình dùng được hết á. Khi mình nói chứ, ồ anh cao quá, tôi thấp quá, chế định thôi. Thương cái tự nghe kịp không? Đừng có bị chạy theo cái đó. Anh ốm quá, chị mập quá, cái đó chế định thôi. Đừng có chạy theo nó. Tại vì cái tâm của mình nó phải là giữ nguyên cái gốc thể đó, không bị rung lại. Còn pháp chế định này đó thì con người nó cho mà. Rồi mình muốn nó lấy lại, rồi nó cho cái khác. Cái gì nghe kìa không? Họ lấy là bữa nay, nó cho mình cái khác. Rồi nó mơ, nó lấy cái khác, nó cho mình cái đó lại, cái kia. Cái gì thôi à, cái tự nghe không? Đó là thế gian gọi là gì? Bác phong. Cái tự nghe kìa không? Cái pháp chế định là pháp thế. Thế gian, bác phong gì đó. Thì những cái này là những cái mà chúng ta thầy thấy đó. Nó là chủ của mọi chế định là gì? Pháp suy lý là chủ của mọi pháp này nè. Các bạn nghe kèm không? Tâm con người mình làm ra hết này nè. Sắc pháp của mình tạo ra những cái hình tướng này nè, hình thức này nè. Rồi tại nơi đây mình để chi phối tại nơi những cái pháp chế định này, hay là mình phải nắm lấy pháp suy lý để mình ở trong đó mình tu tập được, do con người mình quyết định. Các bạn nghe kèm ha. Nếu như người tu mà học được pháp suy lý rồi đó thì người ta sẽ giữ lấy pháp suy lý cho ta học được pháp chế định. Còn người thế gian á, thì không có hiểu pháp siêu lý á, thì đó họ giữ pháp chế định mà họ không biết cái thành của pháp siêu lý. Tôi nghe kịp không? Người thế gian giữ pháp chế định, người châu tu á, thì họ giữ pháp siêu lý. Tôi nhớ vậy đó, mình giữ cái tâm chứ không có giữ pháp chế định. Những cái pháp chế định này bữa nay đó mới nó thay đổi rồi, chúng ta không có mà tạm lo nó nhiều lắm. Tôi nghe kịp ha.
Như vậy thì những cái pháp này là những cái pháp mà nó nằm ở trong cái pháp ba ý nghĩa, pháp xu lý mà chúng ta đã được nghe qua, được học qua, chúng ta được biết qua, chúng ta được biết là. Như vậy thì cái này á, khi mà ta tới cái chương 6 đó, thì chúng ta được học lại cái phần mà gọi là pháp chế, chế định, và chúng ta sẽ mổ xẻ nó ra. Nhưng mà thực ra đó, nó chỉ có một phần nhỏ thôi, nó có một chương một thôi, chúng ta qua liền, không có khó khăn gì cả. Nhưng mà cái đây chúng ta được biết đó, là những cái này mà được có đó, do pháp xử lý tạo ra thôi. Nó làm ra được tất cả rồi. Cái tự nói này là cái ghế, đúng không? Cái này cũng tự nói là cái ghế, mà cái tự đang ngồi trên cái gì? Cái ghế nữa. Còn cái ghế đó, như cái ghế này giống nhau không? Khác à. Đó, cái pháp tâm của mình á, pháp xử lý của mình đã làm ra khác nhau đó. Rồi ủa cái kia là cái gì đó? Nhưng mà giờ tôi đâu thấy cái ghế. Đó là cái kệ. Chứ thành là cái kệ đựng cái loa để cho người ta dùng. Mới đâu có tôi thấy không? Cái ghế mình upside down cho thành cái kệ. Mà một không thì dựng lên thì là cái ghế ngồi. Con người mình là vậy thôi. Mình ra đó mình thấy là pháp chế định đó, nó luôn luôn biến muôn hình dạng trạng bởi cái tâm thức của chúng sanh. Chứ tôi nghe kẹp ha. Vậy thì pháp xử lý mà hôm nay chúng ta học đó, chúng ta đã biết rồi là gì? Những cái pháp đó đều lệ thuộc bởi pháp siêu lý. Pháp chế định là những pháp lệ thuộc của pháp siêu lý. Những cái gì mà trong đời này chúng ta nói á, đều là do tâm mình tạo ra cả. Tâm chúng sanh tạo ra cả. Từ nắm được chưa? Quý tử nắm lên chưa? Nha. Quý tử sẽ nói tâm tay năm mắt nhanh chậm mau sớm là do cái thời gian á, hay là phương hướng đó, là con người mình nói ra cả. Tới thậm chí quý tử sẽ thấy là Tây Nam, Tây Bắc, Đông Nam, Đông Bắc chúng ta cũng có ra được nữa. Và tới cái mức độ đó là phương hướng là gì? Ở cuối góc phòng cũng là cái phương hướng. Quý tử đi ra tới cuối góc phòng quẹo qua bên trái để đi tới nhà vệ sinh, người ta sẽ nghe được cái phương hướng đó người ta mới đi được. Quý tử nghe kịp không? Cũng là pháp chế. Chế định thôi, cứ tự nghe kìa. Những cái đó là do con người mình làm ra, hay là tâm của chúng sinh làm ra, hay nói rõ là cái gì? Pháp xử lý làm cái pháp chế định. Cái tự nắm được chưa? Pháp xử lý làm ra pháp chế định. Mà những cái pháp chế định này không phải riêng cho con người mình không, mà dân gian họ làm ra, hôm nay mình được thừa hưởng. Hồi xưa ông bà cha mẹ mình làm ra, hôm nay mình được thừa hưởng. Tiếng nói ngôn ngữ của dân tộc của mình cũng là pháp chế định mà thôi, cái tự nghe kịp ha. Do đó đó, cái tự không có cái gì mà chúng ta phải mà chạy theo một bạn lo. Có một số người đó, họ tìm ra đó, như người Mỹ đó, họ tìm ra đó, tiếng nói của người Mỹ đó, nếu mà nói trong từ điển đó, hơn 100.000 tiếng nói của người Mỹ, không, 100.000 từ ngữ, hơn 100.000 từ ngữ. Nhưng mà hôm nay khoa học của người Mỹ đó, họ tìm ra đó, cái người mà biết nhiều tiếng nói của người Mỹ đó, hay là từ ngữ của người Mỹ đó, là chỉ hàng giới bác sĩ đó, họ chỉ nhiều nhất là 3.000 từ ngữ mà thôi. 13.000 từ ngữ trên 100.000 từ ngữ của Nguyễn Từ Điển. Để nghe kịp không? Còn phần còn lại đó, họ cũng phải tra từ điển, họ tìm ra những cái ngôn ngữ mới, hay là những ngôn ngữ mà họ chưa được dùng tới, hay là họ chưa được học tới. Còn có người phổ thông như chúng ta, tiếng nói Anh ngữ của mình ấy là từ 2.000 tới 4.000 thôi. Nhiều lắm á, là có 6.000 là hết bằng tiếng nói Anh ngữ. Còn 100.000 đó là mình phải tìm lại trong những từ điển. Mà nhân gian khoa học, con người tốt gặp lại ra một bộ sách từ điển để chúng ta cùng nhau nghe, đọc, hiểu, biết nhân chung. Chứ thực ra chúng ta không học hết được từ điển. Chúng ta nghe kẹp ha. Thì nhân gian nó như vậy. Thì cái góc độ đó là góc độ của chế định. Nhưng mà con người chúng ta được thừa hưởng và một cái trạng thái pháp xử lý của một thời trước và để lại cho thời sau để mình hưởng tiếp nối và mãi mà không có dừng gián đoạn đó. Đó là cái này ta có hôm nay. Cũng vậy, khi mà cứ tự nói tới cái niết bàn á, cứ tự nói tới cái niết bàn này đó, thì chúng ta sẽ thấy con đường mà chúng ta đi tới niết bàn đó do bởi cái gì? Bởi cái tâm. Cứ tự nghe kịp ha. Do bởi cái tâm. Mà cái tâm của ta mà chúng ta thấy được niết bàn thì chúng ta thấy là pháp siêu lý. Cái này là pháp siêu lý. Quý tử nghe kịp ha. Nhưng mà nếu như quý tử không dùng cái tâm là siêu lý á, mà quý tử dùng một cái pháp chế định nào á, thì quý tử không hiểu được pháp siêu lý như vậy. Quý tử nghe kịp ha. Rồi, như vậy thì một số người họ ngồi thiền hay họ tu tập
Một thời gian sau họ nói cho họ đắc đạo quả niết bàn. Mình nghe họ nói họ đắc đạo quả niết bàn. Được chưa? Còn mình hỏi họ đắc đạo quả niết bàn theo pháp chế định của họ nói hay là họ nói cùng pháp xử lý. Quý vị hiểu ra được việc hiểu chưa? Hiểu chưa? À, hiểu nè, hiểu không nè? Do đó cái người mà họ không có hiểu được cái pháp chế định đó, họ chưa hiểu biết cái pháp chế định đó, họ diễn tả được niết bàn được không? Không được. Mà người họ không biết được pháp xử lý, họ không hiểu biết được xử lý, họ diễn tả được pháp xử lý niết bàn được không? Không được. Người ta nghe kịp không? Đúng là nghiệp chuyên môn mà người ta mới biết, không phải là nghiệp chuyên môn người ta không biết được. Chẳng hạn như mình không thể là biết được lĩnh vực y khoa hay là lĩnh vực về điện tử hay là lĩnh vực về không gian hay là lĩnh vực về vấn đề về gì hãy dừng học những cái môn đó chúng ta đứng bên ngoài ta mới biết. Nhưng mà cái người mà không có biết đó mà họ nói về những lĩnh vực chuyên môn đó đó thì mình biết là họ là người là gì? Không biết gì cả. Như tôi nghe kìa mà như thế những người mà họ không biết á thì họ thường thấy nổ. Tôi nghe hiểu không nè? Tôi hiểu chưa? Hôm nay chúng ta học được một cái pháp chế định. Để ta dùng được cái pháp chế định nhìn ra được, nghiệm ra được là gì? Một cái pháp siêu lý. Mà hôm nay chúng ta có cái phước được hiểu cái pháp siêu lý hơn pháp chế định của đó. Vậy thì những cái gì mà không phải là của siêu lý là thuộc chế định. Mà những cái pháp của chế định á thì siêu lý nó biết, mà chế định không hiểu được pháp xử lý. Thì tụi mày nhớ rõ cho xin nói lại nha. Kịp chưa? Cái tụi nghe kịp không? Cái ghế nó không thể nó biết được con người của mình, nhưng con người của mình làm ra được cái con người mình hiểu được cái ghế này. Cái tụi nghe kịp ha? Như vậy thì những cái người mà họ sống trong pháp chế định á, họ nói chuyện với mình á, hiểu à? Cái câu trả lời với sư với anh Tình Tâm được chưa? Chế định thì xử lý. Hiểu chưa? Người ta nghe kịp hả? Tất cả đứng bên ngoài là nói chế định thôi, họ không có một cái pháp xử lý gì cả thì ta gác qua một bên và không bàn cãi và không có trao đổi hay là tranh luận. Người ta nắm được chưa? Chúng ta phải nắm được cái đó đó. Ủa, anh Mỹ về hả? Nãy giờ xin giải xin quên không để là cũng về mà dạ. Anh đem cái gói tới là đi hả? Dạ vâng. Ồ, mấy anh ra ngoài không học hả? Không về mấy không? Có chưa? Do đó đó quý Phật tử hiểu không? Những cái mà pháp mà chúng ta đang học đây á là chúng ta đang học cái pháp siêu lý. Là chúng ta phải nắm vững thật vững về cái pháp xử lý đó để chúng ta hiểu được pháp xử lý luôn cả pháp chế định. Còn những cái pháp mà một chế định đó mà thế gian đang nói đó chúng ta phân tách được đó thì chúng ta hiểu được là gì? Đó là pháp cuộc thế gian, chúng ta không cần phải lo bàn cãi mà luận được tới. Dạ xin mời. Dạ thưa sư, như vậy thì tất cả những cái vấn đề mà về khoa học và science thì tất cả đều thuộc về pháp chế định hết. Chế định? Chế định hết. Dạ, cái tâm con người tạo ra hết. Tức là những cái lab để mà tìm hoặc tìm ra thuốc aspirin. Cũng vậy thôi, con chế định. Đúng nó rồi. Không có qua con đường thì tứ đại, đất nước lửa gió. Vâng. Đó là sắc pháp, phải không nè? Mà đến với Đức Phật thì nhìn góc độ đó là ngay cả những cái viên thuốc aspirin mà họ bào chế ra trong những cái việc bào chế của họ đó cũng nằm trong góc độ gì? Đất nước lửa gió. Đất nước và gió đó nó sẽ thay đổi cái viên aspirin qua viên của viên Tylenol được. Những cái chất chemical đó nó đổi qua bên này cũng đổi qua bên kia, nó đổi qua thì nó lấy H2O nó bỏ qua, nó lấy là natri nó bỏ vô là sulfur, nó bỏ qua nó kéo qua làm ra cái chất khác nữa. Do đó của con người mình làm ra hết mà. Nhưng mà nó Đức Phật nó tới tận cùng của mọi sắc pháp cũng không qua được bốn tứ đại đất nước liền. Do đó mình mới thấy là gì? Do con người mình tạo ra để mình tìm ra một cái mới, nhưng mà thực ra căn bản gốc của nó cũng không qua khỏi cái bản chất của siêu lý. Chế định cũng nằm trong đó.
vậy là mình nắm cái đó được rồi đó, thì mình nắm tất cả thế gian này. Cái tỉnh nghe kìa quá không? Rồi chưa? Rồi, như vậy thì ở trong thế gian này, những cái mà quý nhất á, là mình đi tìm. Những cái gọi là quý nhất mình đi tìm, tìm để mình giữ cái đó đó, thì mình hiểu theo cái pháp chế định hay thì pháp xử lý. Chế định. Những cái mà mình gọi là quý nhất của thế gian này mình đi tìm, mình tìm nó được những cái pháp, những cái mà quý nhất của thế gian này mình tìm nó mình có được đó, thì nó cũng nằm ở trong góc độ gì của pháp chứ? Chế định. Còn mình đánh mất đi, mình đánh mất đi những cái giá trị nguyên thủy gốc căn bản của mình là gì? Siêu lý ở trong con người mình bỏ đi, tại vì mình lo bỏ hết thời gian đi tìm những cái pháp chế định. Cơm ăn áo mặc nhà cửa, nhà cửa xe cộ, tất cả đều những pháp chế chế định, mà mình bỏ hết thời gian để chi mình đi tìm cái pháp chế định đó, mà mắc đi cái tâm linh của mình đó, cũng tu tập để mà rèn luyện cái tâm mình có cái điều cao thượng hạnh, quý không? Đó là sự thật như vậy đó. Nên đối nội một cái pháp chế định và siêu lý, con người ta đã tìm ra được cái giá trị rồi. Mà con người, giữa con người có giá trị và người không giá trị là người ý thức được và không ý thức được giữa pháp siêu lý và pháp chế định, để họ lập giữ cái gì mà họ bỏ cái gì. Quý tình nghe kìa mà. Nhưng mà những người họ không có hiểu được pháp siêu lý á, thì họ cứ mãi mê miệt mài để tìm những pháp chế định, mà họ biết rằng pháp chế định đó do siêu lý tạo ra, mà họ cũng không thấy được bản thể gốc siêu lý ở đó, tại vì họ không biết đó, cho họ cái miệt mài giữ luôn luôn trong cái đó, trong cái trạng thái gì không có nằm được yên ổn, bởi vì đó là pháp chế định và bởi pháp siêu lý làm chủ của nó rồi. Tôi tự nghe kìa, người cũng đã thay đổi, vật chất cũng được thay đổi. Quý tự nghe kẹp ha. Như cái bài pháp thứ 8 vừa rồi đó, chúng ta thấy như cái lợi ích của pháp trong thiền. Quý tự có đọc qua bài số 8 không? Thế mà cha mẹ thương con lắm mà cũng phải chia. Chia tay, vợ chồng thương nhau lắm cũng ly dị. Hả? Quý tự thấy họ, tại vì họ là những pháp chế định. Họ là những pháp chế định, do đó đi tìm những pháp chế định. Còn nếu như mình tìm được pháp xử lý thì mình có được bản thể xử lý ấy, thì pháp chế định không có điệp là chi phối. Đức Phật nói mình thương mình nhiều nhất. Còn vị thiên tử nói là con người thương cha mẹ thương con cái nhiều nhất. Cái đó cũng phải chia tay. Tại vì pháp chế định tâm chúng sanh là thay đổi, sanh diệt. Vì đó đó, bài pháp đó là cho ta thấy một cái bài pháp gì xử lý về chế định. Nên cái câu cuối đó, mình không thể đem cái trí tuệ thông thường của con người có kiến thức để so sánh trí tuệ siêu thế của Đức Phật được. Cái từ mấy cái chỗ câu đó thấy rõ gì đó đó, thì chính cái đó đó, hôm nay ta học pháp chế định như pháp siêu lý đó, chúng ta đã thấy là mình đánh mất cái siêu lý để mình đi tìm cái chế định, còn mình miệt mài đi tìm mãi những cái chế định đó, rồi mình mất cái thời gian của cái pháp siêu lý mình đang có, mình không giữ. Cứ tưởng nghe kịp ha. Nếu như quý tự thấy một con người vì nhu cầu cuộc sống, họ phải lao vào cuộc sống này, họ làm một ngày hai chớp hay là một chớp rưỡi đó, thì họ còn cái gì tâm thức của họ, về tâm linh của họ, họ còn một thời gian để mà họ nghỉ ngơi những điều mà tâm trí của họ, tại vì họ mệt lã với những cái pháp chế định, chúng sanh chế định, thời gian chế định, phương hướng chế định, hình tướng chế định, nó hiện bài liền. Lúc đó từ đang mập trở thành tự hiểu á, mình chạy mãi thì pháp thế chứ định. Với nè, sư có quen với một cái ông Phật tử đó, mà sư thấy ông hàng dưới sợ lắm. Cái sư hỏi chứ sao mà gặp mỗi lần sư gặp anh cứ than biết à, mà sao không thấy anh một phút giây nào anh gặp sư mà được ăn vô vẫn cứ than. Cái anh nói chứ tại tham nó sư, con khổ lắm, con tham với sư đó. Tham đó sư, mà con khổ lắm, mà con mới tham với sư đó. Còn là pháp chế định không hết nè. Hẳn là đó. Cái sư mới nói tại sao mà giờ tham sư. Ảnh thai mới thai căn nhà này, căn nhà thứ 5. Thế, nó không có cái nhân. Cái nhà chứ nhỏ quá sư, mua bự hơn, nhà cái chuông vừa đủ sư, mua bự hơn, bự, nhà thứ này, nhà thứ 5. Đó, quý tử theo, họ nghiệp mà chạy tìm cái chế định mà họ quên bản gốc siêu lý của họ là cái gì? Tâm của họ đang đánh mát rồi. Mình đang chạy với pháp chế định á,
thì mình mắc đi cái pháp siêu siêu lý, mà khi mình mắc pháp siêu lý là mắc cái gốc, gốc được giải thoát căn bản của con người mình cần có. Chữ giải thoát sư nói từ nghe tiếng Bali nó gọi là quy mục tí giải thoát, nghĩa là quy mục tí là giải thoát. Nhưng mà thực ra cái chữ giải thoát này là cái từ giải thoát cái cũ ra cái mới cũng được gọi là giải thoát. Quý tử nghe kịp không? Một cái cũ ra cái mới là gọi là giải thoát, một cái sai ra cái đúng gọi là quý tử giải thoát. Quý tử nghe kịp không? Coi một cái chặt là cái trúng là giải thoát, rồi cái giải thoát từ cái khổ đau đưa quý tử được an vui gọi là giải thoát. Rồi từ đó quý tử mới nói tới gì? Giải thoát tam giới, không còn sinh tử luân hồi, đó là giải thoát. Quý tử nghe kịp không? Chỉ thì mỗi một phút giây, mỗi một phút giây quý tử không có giải thoát đó, quý tử đang bị gì? Chìm đắm. Quý tử nghe kìa bạn, mỗi một phút giây quý tử không có giải thoát được tư tưởng quý tử, tâm lý quý tử hay tâm linh quý tử, tâm trí quý tử đó, quý tử đang bị chìm đắm, đầm bài quý tử đang bị gì? Luân hồi. Quý tử nghe kìa ha, chữ quy một tí là như vậy đó. Nếu như quý tử khai phát triệt để đó, quý tử thấy quý trọng từng một sát na, quý trọng từng một thời gian, từng một giây phút, họ có thể thấy giải phút giải thoát giải thoát giải thoát. Quý tử nếu mà tự có một giờ quý tử đọc một bài học đó là quý tử đã giải thoát cái chi kiến của cái cũ mà ra cái mới đó. Quý tử thấy rõ như vậy đó, mà quý tử không có giải thoát được đó, thì cái chi kiến của mình nó chưa gọi là giải thoát, tự xài cái cũ à. Quý tử nghe kịp không? Trên đó cái là quý một tí đó. Chứ quý tử đưa đến cái mức độ là phải giải thoát tam giới hoặc còn căn nhà là tam giới, dục giới, sắc giới và sắc giới đó. Đó là quý tử không có hiểu cái giá trị cái sự giải thoát ngay từ nơi từ sắc ra tâm quý tử đang cần phải giải thoát. Quý tử nghe kịp à? Tam giới nó nằm ở đâu? Trong con người của ta. Cho đó Đức Phật trả lời vô Hi Ta Xá, không có đi cần cầu thế gian mà đi tầm cầu gì? Cái sắc thân này. Quý tử nghe kìa hả? Đi tìm cầu thế gian, cái thế gian đó là cái thế gian của chế định. Đó là cái thế gian đó là thế gian chế định. Mà Đức Phật nói gì? Hữu nhi thế gian, chúng ta phải giải thoát cái sanh tử của cái hữu nhi thế gian này. Bởi đó là mấy rồi là đi tầm cầu. Còn mấy kia không cần phải đi tầm cầu. Nhưng mà con người mình nó cứ đi tìm, quý tử nghe kìa không? Mà cứ lang thang đi tìm mãi và không có biết mệt mỏi và không biết phút giây nào dừng lại. Không biết mặt mỏi là một, mà không biết phút giây nào mình dừng lại là hai. Và con đường đi mình đó không có cái ngõ ra gọi là giải thoát, nó lẫn đi và cũng quặn lại. Quý tử nghe kìa không? Tại vì ta sao? Tại vì mình sống theo chế định. Quý tử nghe một người nói của tử xấu, quý tử phải chạy thoát ra tính cái xấu, quý tử tìm là cái gì? Một cái khe cố. Không, bây giờ mình đóng hàng cái bát phong, mình đóng khắp chế định xử lý rồi, đúng không? Người ta cũng quyết định bị người ta nói một cái xấu á, quý tử phải chạy ra một cái gì? Cái tốt, được khen. Quý tử nghe kìa không? Mà khi quý tử chạy qua được cái khen của cái người này thì quý tử sẽ bị cái chế của người kia. Cũng là chế định. Quý tử nghe kìa không? Chính cái đó là mình phải tìm ra được cái mà gọi là thực tế là gì? Siêu lý. Ở bên ta, bên thiền viện Ma Si á, bên thiền viện Ma Si quý tử tới đó quý tử sẽ thấy ai cũng đi ngang qua tới cái chỗ cái giới Sima đó, cái nơi chánh điện đó, cái giới Sima để làm chi tăng hành tăng sự đó. Nó có một cái khoảng đất trống như thế này nè, thì nhìn qua bên kia đó là cái đầu tháp của Sudagan, nó là cái chỗ mà tháp thờ tóc của Đức Phật á. Thì người nào cũng vậy, sư cũng vậy, tu nữ cũng vậy, cư sĩ cũng vậy, đi ngang là tâm tịnh lại. Tại vì sao? Tại vì họ nói thế này, ở đây mình đánh lễ được rồi chứ không phải đi tới đó đâu. Quý tử nghe kèo ha. Tại nơi cái tâm của mình. Phải không ạ? Quý tử thấy không? Do đó mình đi tìm cái gì? Cái chế định đó là đánh bắt cái. Cái xử lý là tại nơi đó. Quý tử nghe kèo chưa? Rồi ha. Rồi chúng ta tiếp tục qua cái phần gọi là gì? Pháp siêu lý. Này chúng ta đi vô phần pháp gì? Chương 1 là gì? Phần pháp tâm. Tâm là chương 1, chúng ta đang đi qua cái chương 1 là cái tâm. Thì chúng ta đã biết qua đó, tiếng Pali nó gọi là chít.
thì ta cái ngữ căn của nó đó, như nãy sư nói nó ngữ căn của nó là gì? Suy nghĩ hay là cái phải biết và chưa đó, từ ngữ căn nó là chi ta cứ định nghe kiệt ha, nên ta gọi là cái tâm. Mà danh từ nó có rất nhiều ở trong tiếng Pali, tâm nè cũng được nói tới, phải chưa? Ý nè, ý nè được nói tới, mano rồi thức nè được nói tới, vinyana vinyana tâm cũng được nói tới, ý cũng được nói tới, thức cũng được nói tới, chúng ta nghe kẹp ha. Rồi do đó đó, khi ở góc độ này ta dùng tâm, khi góc độ kia ta dùng ý, khi góc độ nọ ta dùng thức, chúng ta nghe kẹp không? Chẳng hạn như suy nghĩ ta dùng chúng ta nghe, khi ta nói tới những cái tâm mà chạy theo tốt và xấu thì chúng ta nói gì? Thiện hay là bất thiện, đó là được chưa? Chúng ta nói như vậy đó. Còn khi ta nói tới những cái tâm nào và kết quả của cái việc làm hành động đó, người ta gọi là tâm, tâm quả hay là tâm của các bậc gọi là gì? Bậc thánh nhân, bậc tâm a la hán, là tâm bậc tâm gì? Di tác. Lúc đó ta gọi là cái tâm. Quý vị nghe kịp không? Thấy chưa? Rồi ha. Khi ta nói tới những cái tư tưởng đang suy nghĩ trong đầu người ta, ta gọi là gì? Ý nghĩa đang nói, gà đang nói, lúc đó ta gọi là gì? Tư tưởng. Thế nè, ý của tôi muốn cái này, ý của bạn muốn cái kia, đó là những cái tư tưởng mình đã suy nghĩ rồi mình nói ra, ra lời. Chúng ta nghe kịp không? Được chưa? Như vậy thì khi ta nói cái ý này đó, nó còn nằm ở trong cái gì? Trong đầu của ta chưa có nói ra. Cái tự nghe kẹp không? Nó còn nằm trong đầu của ta chưa nói ra. Do đó nó thuộc là gì? Thân, lời và ý. Nó thuộc là trong ý, nó nằm trong đầu ta chưa nói ra. Còn cái tâm này á, là chúng ta hiện bày ra. Hiện bày ra, người ta có thể thấy được tâm tốt, tâm xấu. Còn đối với cái thức thì chúng ta sẽ nói tới cái hệ thần kinh. Thì ta nói tới hệ thần kinh, thì ta nói tới tâm thức. Thì thức này ta nói gì? Tâm nhãn thức nè, đúng không? Là ta nói thần kinh nhẹ, người ta nói nhĩ thức nè, và ta nói tới gì? Thần kinh nhĩ. Ta nói tỷ thức nè, thì chúng ta nói tới gì? Thần kinh tỷ. Người ta nói thiệt thức nè, đúng không? Tức là không có thức giả đó, nó gọi là thiệt thức. Chúng ta nghe kìa mà không? Thiệt thức rồi. Thiệt thức mà, chứ đâu phải đâu. Quý vị nghe không? Rồi nha, thiệt thức. Rồi nè, rồi thân thức. Rồi chưa? Người ta nói tới gì? Ý thức. Rồi chưa? Như vậy thì ở đây ta nói đến những cái gì liên hệ tới thân. Thần kinh ta dùng tới là thức. Người ta nghe kèm à? Rồi, khi nói tới thức á, là chúng ta nói có tới là thần kinh. Nghe kèm kìa à? Mà khi nó tới thần kinh á, là ta nói tới cái gì? Một cái từ sáng suốt hiểu biết. Tại vì nó có hệ thần kinh nó làm cho ta sáng suốt hiểu biết. Quý tử nghe kịp ha? Được chưa? Khi ta nói tới tâm nhãn thức á, là ta có sự sáng suốt hiểu biết, nhìn thấy được cảnh sắc. Nhĩ thức là ta có sự sáng suốt hiểu biết về cảnh hình. Ý thức ta có sáng suốt hiểu biết về cảnh thì thiệt thức ta có một sự sáng suốt hiểu biết về cảnh vậy. Thân thức ta có sự sáng suốt về cảnh xúc, và chúng ta có sự sáng suốt về cảnh pháp. Chúng ta nghe kịp ha? Hay chưa? Nắm được ha? Được chưa? Con người của ta như hồi nãy sư nói, nó có hai cái từ ngữ mà chúng ta được biết. Đức Phật nói có con người mà chúng ta nói là Bhūtuccana, mà ta gọi là gì? Hạng phàm, phàm phu. Được chưa? Còn cái thứ con người thứ hai mà Đức Phật ngài nói còn là gì? Manusa, ta gọi là con người có ý thức. Tại vì từ ngữ căn đó là gì? Mano.
Mấy tôi nghe kèm ha. Mano. Nên đặt ra là Manus, Manusa. Mấy tôi nghe kèm ha. Có những người mà làm việc mà không có hiểu biết, hành động và thân lời và ý mà không có hiểu biết, Đức Phật nói là gì? Buddhuchana, vô nhân phản phù. Nhưng mà họ mình làm việc mà có cái sự hiểu biết, cái đây là việc thiện, mình nên làm, bất thiện không nên làm. Đức Phật nói gọi là gì? Manusa, cái người nó có cái sự hiểu biết, có sự ý thức. Tôi nghe kìa không? Tại vì nó có cử ngữ căn cái gì là má? Mano, có cái ý nghĩ, có sự suy nghĩ, có cái tư tưởng đã hiểu, hiểu biết. Nên gọi là má, mano. Quý tử là Buddhuchana hay là mano, hay Manusa? Quý tử là Buddhuchana hay là Manusa? Manusa không đúng đó. Nguyên liền là Manusa không, chứ không ai chịu là Buddhuchana hay là. Nghe kèo không? Được chưa? Nó từ ngữ căn nó là mano. Như vậy thì ở đấy ba cái này gọi tên, ba cái này gọi tên cho ba trường hợp hay là ba cách thức để dùng. Có tự nghe kèo không? Nhưng tụ chung lại cũng là một ý. Ý nghĩa là gì? Biết cảnh hay là biết đối đối tượng. Cái tự nghe kèo không? Đúng là biết cảnh hay là biết đối đối tượng. Do đó hôm nay chúng ta học về tâm thì có một số danh từ chúng ta cần phải nắm bắt trước, chứ thì ta vô cái phần nghĩa của nó. Thì từ đầu tiên á, là chúng ta nói từ ngữ căn của nó, chích tá của nó là tiểu chích, là suy nghĩ hay là biết. Thì ta nói cái khi ta nói, có khi ta nói là tâm, khi ta nói là ý, khi ta nói là thức. Tụ trung lại tâm hay ý hay là thức đó cũng là một chỗ là gì? Là có trạng thái gì? Suy nghĩ, hiểu biết và sáng suốt, rõ biết, nhận thức được vấn đề hay là đối tượng của tâm thức. Nên ta gọi là gì? Tâm, ý và thức. Chúng ta nghe kịp à? Có khi chúng ta gọi là tâm thân thức, có khi ta nói là tâm nhãn thức, có khi ta nói là tâm ý thức. Nhưng mà có khi ta nói là gì? Tâm của tôi đang suy nghĩ này, ý của tôi đang muốn làm này, và thức của tôi là gì? Quyết định như thế này. Quyết định được dùng hết đều là một nghĩa đó gì? Biết đối tượng là cảnh. Mình chưa nè. Và cái từ ngữ Bali, đối tượng của tâm thức, đối tượng của tâm thức, nó gọi là cảnh. Cứ tự nghe kịp ha. Đối tượng của tâm thức á, đối tượng của tâm là cảnh, đối tượng ý là cảnh, đối tượng thức là cảnh. Cứ tự nghe kịp ha. Cảnh tiếng Bali gọi là Aramana. Thì chưa nè. Rồi khi chúng ta khi có cảnh rồi đó, cái tưởng mới rút ra để làm là gì? Đối tượng ta gọi là a lâm văn á, phải chưa? Như vậy thì cảnh là của quý phật tử hay là đối tượng là của quý phật tử? Quý tử nghe kịp không? Phải chưa? Cái thì cảnh là của quý phật tử hay là đối tượng là của quý phật tử? Hả? Đối tượng. Nha, quý tử nghe kịp không? Tất cả những bông hoa hiện bày trong cái một hoa viên, quý tử nghe kịp không? Tất cả những bông hoa hiện bày trong một hoa viên, đó là cảnh sắc. Nhưng mà trong tất cả những bông hoa trong cái hoa viên đó, quý tử chọn lựa ra một cái bông hoa mà quý tử thích nhất. Cái đó là gì? Đối tượng quý tử là hướng tới. Quý tử nghe kịp không? Hiểu không? Thì nguy hiểm mà. Thấy tất cả cảnh là đối tượng. Làm sao biết từ đấy tất cả cảnh là đối tượng mình nữa? Cứ tự nghe kèm không? Không có. Dạ. Cứ tự nghe kèm ha. Do đó đến cái khi mà một cái đối tượng mà được rút ra từ cái cảnh đó, cái đối tượng đó cái tự phải thích sạch là thận trọng. Dạ, có khi là đúng là tốt cho mình, có khi là sai đó là hại cho mình. Quý tử nghe kẹp không? Còn cảnh là tính chất là phổ thông. Cảnh là tính chất là phổ thông, nhưng đưa tới đối tượng rồi đó, quý tử có một cái quyết định rõ ràng mà lợi ích. Còn không á, quý tử sẽ trở ngại trong lúc đó là vấn đề. Được chưa? Như vậy thì khi quý tử ngồi thiền, trở lại khi quý tử ngồi thiền, cái cảnh nó đến với quý tử là tê nhất mỗi đau, đó có phải là đối tượng của thử không?
Quý tử nghe kèm à. Rồi xin trở lại. Quý tử ngồi thiền cảnh mà tê nhất mô đau. Tê nhất mô đau là một cảnh hay là một đối tượng của Phật tử? Dạ. Rồi chúng tôi tự nói ha. Như thế thì cái cảnh á và tê nhất mô đau là cảnh của Phật tử. Thì con đường mà quý tử đến Niết Bàn quý tử nghe kèm không? Nghe lại nè, xin nói lại như nè. Khi quý tử ngồi thiền, tê nhất mô đau là cảnh của Phật tử hay là đối tượng của Phật tử? Cảnh, rồi chưa? Xin nghe rồi đó. À, rồi tới cái con đường nào quý tử đến Niết Bàn? Tâm biết cảnh. Tâm biết cảnh. Cảnh ở đâu? Hả? Rồi, nghe rồi. Chút xíu đó đó, có sự tích xem. Chút xíu mới chung đi hoàn thiện nè. Cái bây giờ bắt đầu nó vô, cái chỗ này nó sẽ đem cái tờ vô á, tự nghe kịp ha. Đã chưa? Rồi, xin trở lại. Còn lưng cảnh, thức hay ngủ? Bây giờ đang thức hay ngủ? Thức. Thức rồi, xin nghe rồi. Rồi, xin sửa hỏi lại. Mày xin sửa hỏi lại. Tên nhất bộ đao là cảnh hay là đối tượng của Phật tử? Cảnh, đã chưa? Nhì con đường nào có thể đến Niết Bàn? Đối tượng tâm biết đối tượng rồi, đối tượng tâm mà biết đối tượng đối tượng mình đi tìm có nhất mọi đạo. Ha, quý tử thấy không nè? Do đó đó quý tử đi lấy pháp xử lý hay là đi pháp ta chưa định. Siêu lý. Ở đâu? Quý tử lấy xử lý, trong lấy chưa định rồi, đương nhiên. Rồi như vậy thì quý tử biết không? Khi quý tử ngồi thiền, tê nhất mô đao là đối tượng quý tử phải thấy để quý tử mới đến Niết Bàn được, chứ không phải là cảnh được. Quý tử nghe kịp không? Cái mà cái hơi thở là cái tính chất phổ thông á, là quý tử không có phải lo. Nhưng mà tê nhất mô đao đó là đối tượng để thấy vô thường, vô đao, vô ngã tại nơi đó. Quý tử mới đào quả Niết Bàn tại nơi đó. Thì cái đó đó thì phải là đối tượng của mình đó. Cảnh của cái tâm nó phải biết cái cảnh đó là cái đối tượng. Cho đi tìm thấy được. Trả lời vậy đó. Một đối tượng của mình. Quý tử nghe kèm không? Do đó đó, khi quý tử ngồi thiền, nên các vị thiền sư hay hỏi thấy gì không? Thấy gì không? Thấy gì không? Thiền kim bồ à? Thấy gì không? Thiền kim bồ à? Chứ đâu thấy gì đâu. Tại vì quý tử không thấy đối tượng của mình là lúc ngồi thiền. Nên các vị thiền sư ta hỏi có thấy đối tượng không? Có thấy không? Nhưng đâu phải người ta cho mình mà không đâu. Trời ơi, quý tử phải thấy cái đó đó là cái điểm quý tử phải nắm đó. Khiếm có lắm. Quý tử nghe kiểu không hiếm có lắm. Mà nó đến rồi đó, sợ chạy chỗ. Giờ xin nói quý tử nghe nè ha. Giờ xin chạy, xin cho quý tử một cái vụ này nha. Quý tử đi làm. Có nè, quý tử đi làm. Nhà cửa đóng cửa nẻo xong xuôi hết rồi. Tất cả cửa nẻo quý tử đóng hết. Các nơi đều là phòng hộ hết. Cửa nẻo đóng trước, đóng sau, đóng trước, đóng sau rồi. Đóng trên, đóng trước, đóng hết rồi. Mỗi ngày quý tử đi về, quý tử phát hiện ra quý tử bị mắc một món đồ. Ha, mỗi ngày quý tử đi về, quý tử phát hiện một món đồ. Thì lúc đó cái tâm quý tử là cái gì? Hình ra, quý tử không? Mình đóng hết cửa nẻo rồi. Mà mỗi ngày quý tử đi về bị mắc một món đồ. Thì lúc đó cái tâm quý tử bắt đầu là gì? Hoang mang, lo lắng để tìm hiểu tại sao nó bị mắc. Ai làm mắc cái này? Thì cái người làm mắc cái đó nó phải là đối tượng quý tử phải không? Hay là quý tử nói mắc của? Cái người mà lấy mắc cái đồ quý tử nó phải là đối tượng quý tử không? Hay là quý tử mắc của? Quý tử phải tìm đối tượng làm mắt cái của quý tử, chứ đâu quý tử đâu cần đi tìm mắt của nữa. Của mắt rồi, mỗi ngày quý tử đi mắt hết được mà. Nghe kịp ha. Mỗi ngày quý tử đi làm về, quý tử phát hiện ra mắt một con đồ, mắt một con đồ, mắt một đồ. Quý tử phải đi tìm ra được đối tượng nào làm mắt cái món đồ này trong nhà của mình à. Và khi đối tượng tới, quý tử bỏ chạy không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu mà chưa làm được. Vì thấy nó chắc chắn rồi, thành ra thấy gặp đó tượng là bà chạy à. Hiểu chưa?
Tại nó bự hơn mình nè. Quyên tử không có bắt được đối tượng đó đó, thì quyên tử mất tiếp tục nữa, và quyên tử sẽ mất dài dài, mất trong luân hồi, mất nhiều kiếp nữa. Và quyên tử không có giải thoát được, quyên tử còn phải sanh tử nữa. Thì quyên tử không chẳng đến cái đối tượng này là mất của mình nè. Hiểu chưa? Đi tìm đối tượng, gặp thấy đối tượng bỏ chạy. Vậy thì quyên tử đi tìm phải làm gì? Quyên tử phải không nè, quyên tử đi câu cá. Quyên tử câu cá, cá cắn câu rồi đó, quyên tử rồi dục cắn câu rồi chạy à. Quyên tử hiểu không? Yeah. Hiểu chưa? Yeah. Chút nữa đó. Cái bài hôm nay sẽ dẫn tới quyên tử là cái đó đó. Quyên tử cái kẹp à. Cắn. Chúng ta bỏ qua được. Nhưng đối tượng chúng ta không bỏ qua được. Đối tượng là một cái chính xác. Chính xác mà nó chưa sâu lắm mới ra được cái đối tượng này nè. Quý tử nghe kèm không? Quý tử đi 16 một căn nhà, 27 căn nhà, quý tử lựa một căn nhà, quý tử mua mà. Tại vì sợ nó. Sợ đứt gân. Mới cái cảm đau khổ mà bà nói chị. Cái chuyện của ta đang cái hàng chán kia lắp lại rồi mình phơi lên nè. Nó muốn ra là để xuống chọc mà. Mà ổng nó hay lắm chứ ổng cũng dính ra. Ổng cũng được gặp tới rồi. Người ta nghe kèm không? À, cái đó đâu chị đó là sự thật cái gì. Do đó nó mới tự thấy không? Có nhiều người á, nói thì nhưng mà tới chặn vô đó thì chạy. Chạy mắt đi. Cái đó đó, tự hiểu à. Thấy chưa? Như vậy thì, mình lúc đó đó, sẽ hỏi của tự nè. Cái gì mà quyết định là đó là cảnh của tự, cái gì quyết định là đó là đối tượng của tự. Thế ba cái này, tâm, ý và thức, cái nào là quyết định cho của tự cái đó? Tâm. Hả? Tâm. Thấy chưa? Tâm phải không nè? Thấy chưa? Sư hỏi lại nè. Cái tự hiểu cách khi mà sư hỏi lại là lý do cũng do rồi ha. Ý. Ý. Mà chưa nói của tự nghe, hiểu hả? Vừa hiểu hả nha? Khi nào chưa hỏi lại là có giấm. Anh biết là em đang dùng tâm. Có nghĩa là tại vì ta chưa thông. Nó phải quay trở lại. Lương tâm của một vị giáo họ chưa cho phép dừng lại là đó. Phải quay trở lại liền. Giải quyết này. Tâm, ý và thức. Biết cảnh, biết đối tượng. Cái nào? Thức. Chút xíu trả luôn là phải ý luôn nè. Mình nói ra đó thì nó chút xíu còn một thằng cuối cùng nó là ý thôi. Đúng rồi nè. Nè, với tự nghe kèm ha. Rồi chưa? Rồi. Mình ở trong đời này á, với sự là tâm tạo ra nghiệp đúng không? Giữa cái hai cái này tâm tạo ra nghiệp, với sự sợ cái nào? Tâm. Hả? Tâm tạo ra nghiệp. Thấy không nè? Nghiệp chúng ta nói nè. Thân nè. Lời nè. Ý nè. Rồi, tâm tạo ra nghiệp. Nghiệp là thân, nghiệp là lời, nghiệp là ý. Thì trong hai cái này, tâm tạo ra nghiệp thì quý tử sợ cái nào? Tâm. À. Bồ Tát á, thì sợ nhân. Chúng sanh thì sợ quả. Phải không nè? Tâm là nhân. Tạo ra nghiệp là gì? Quả. Được chưa? Như vậy thì quý tử thấy đây nè. Như vậy thì khi mà quý tử thấy cái cảnh và đối tượng thì lúc đó đó tâm quý tử hoạt động, ý quý tử hoạt động hay là thức quý tử hoạt động? Tâm hoạt động. Quý tử nghe kèm không? Quý tử nghe kèm không? Thế thì cảnh là nhân, đối tượng là gì? Là quả quý tử chọn. Không có quả này mà tôi không có kết hợp đâu. Nó duyên với tử rồi đó, nó mới có kết quả rồi nó gặp nhau mới được chứ. Còn nhân nhân mà chưa có kết quả thì mình không gặt hái. Tôi nghe kèm không? Thì đối tượng là quả của tử đã đến. Đến rồi đó. Tôi nghe kèm không? Thì là nghiệp nó đến với tử và phải không nào? Thì lúc đó là gì? Thì cái ý nó quyết định được đối tượng bởi do cái tâm thấy được cảnh.
Thưa sư, cái ý, cái tâm hay cái thức đều là cái nhân, nhưng mà cái cảnh và cái đối tượng đều là cái quả mà sư. Đúng rồi, cái quả đó là ý. Cô hiểu chưa nè? Hả nè, tâm biết cảnh, ý biết cảnh đối tượng. Tâm biết cảnh, ý quyết định đối đối tượng. Quyết định nghe kịp không? Tâm biết cảnh, ý quyết định đối đối tượng tạo ra nghiệp báo. Vậy đó quý tử sẽ thấy đối tượng đó là quý tử đã đi tới một cái gì, một cái ý nghiệp rồi. Quý tử đã tới đối tượng đó là quý tử đã tới ý nghiệp rồi, thành ra tên nhất của đau là gì? Nghiệp báo. Nghiệp báo. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Quý đâu phải nắm cái đó mới được. Tâm ta biết cảnh, nhưng mà ý tôi quyết định đối đối tượng, mà đối tượng đã tới rồi đó thì là gì? Nghiệp báo đã trổ chỗ sanh. Thì lúc đó nghiệp chỗ sanh ta quyết định là gì? Cắt hay là ta tạo ra nữa. Được cái kiềm không? Hiểu chưa? Nếu quý tử không quyết định được, quý tử không hiểu được cái chỗ này, quý tử cũng chạy tiếp theo cái gì? Siêu lý hay là chế định hay là siêu lý nữa. Được cái kiềm không? Nghe chưa? Rồi ha. Như thế thì cảnh ta ngồi thiền, tên nhất ngồi nào là nghiệp báo. Phải không nào? Cảnh là ta ngồi thiền, ngồi thiền là một cảnh. Phải không nào? Mà tên nhất một đạo là nghiệp báo. Mà nghiệp báo đến rồi, ý nghiệp phải biết, nhận xét và quyết định giải quyết. Hiểu chưa? Nắm được chưa? Hiểu được ha? Xin nghe. Thưa sư, như vậy khi mình ngồi thiền, ví dụ là mà mình quan sát cái thời gian để vô, cái đó là cái cảnh vi tâm. Còn khi mình thấy mình đau, đau. Cái đó là ý của mình biết được cái đó là mình đau. Đau, nó tới rồi. Nó tới rồi, tức là mình đã bị nghiệp lực rồi. Hiểu chưa? Dạ. Vậy quý tử mới giải quyết được. Còn không á, thì quý tử lo cho lành. Thế thì khi mà... Dạ xin nghe. Thưa sư, như vậy thì cái việc mà mình đau thì chất là cũng là từ cái thức ra. Tâm biết cảnh trước. Tâm rồi còn cái mà tên nhất con đau là ý nó quyết định, ta thấy được đó là một cái ý nghĩa. Còn thức thì không có thức là theo nguồn và tới vị thầy thần kinh mà nó tâm thần thức rồi. Nắm được chưa? Như thế nắm được chưa? Tên nhất là đau một tâm thần thức quyết định cái thầy thần kinh được không? Thế hiểu không? Vậy chưa? Rồi ha. Như vậy thì quý vị cảm thạc tất cả trả lời tâm ta biết cảnh, ý ta quyết định đối tượng. Quý tử nghe kẹp không? Quý tử đi coi 15 căn nhà là tâm quý tử đang biết cảnh, nhưng quý tử chọn một căn nhà đó là ý quý tử đã muốn chọn cái đó rồi, đó là đối tượng của quý tử. Hiểu không? Như vậy khi cái đối tượng mình biết là cái mình biết là nó đau, yep. Tức là cái nghiệp tới, mà cái đó là nó là cái sinh cái diệt, thì mình phải biết nắm được khi nào mà nó sinh và khi nào nó diệt. Nha. Yeah. Nếu mà mình thấy được nó cái nào mà sinh và diệt á, thì sư nói với tử nghe nè, sinh và diệt, tử sẽ thấy này nha, đúng không? Đi từng hợp này, như vậy thì khởi lên từ một cái tê đi đến xuống hết tê, đó là diệt phải không nè? Vâng. Đúng không? Vâng. Quý tử nghe kịp không? Vâng. Khi tê nó sinh lên, đi đến hết tê là diệt của sự tê, đúng không? Hay là quý tử thấy từng mỗi cái là sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt? Quý tử thấy cái nào? Phải không nè? Vâng, tê mình hết tê là nó diệt. Cái đó là cái tự niệm theo cái sanh diệt của thời gian. Vâng. Hay là cái tự niệm sanh diệt của từng diễn biến của hiện tượng tê chưa hết. Vâng.
mình biết là khi nào mà nó hết đề đó, ngay lúc hết đó là để chưa hiểu rồi. Câu hỏi của sư nè, xin câu hỏi sư nè nghe nè, cái này là sanh và diệt, đó là một thời gian kết kịp không, một cái thời gian của hiện tượng sanh và diệt, một giai đoạn tê kịp chưa, một thời gian. Còn cái này mà tê trong từng mỗi phút giây, tê từng mỗi phút giây nó tới giai đoạn nó hết tê, thì là sanh diệt của mỗi diễn tiến. Quý vị thấy cái nào? Sanh diệt của mỗi diễn tiến. Yeah. Diễn tiến. Chứ không có nói thì phải thấy sanh là diệt của cái tê và hết tê. Hiểu chưa? Yeah. Nghe chưa? Như vậy thì sanh lên á là cảnh, diệt đi là cảnh, tê sanh lên và tê mất đi chỉ là cảnh, diễn tiến của mỗi sanh diệt là đối tượng. Hiểu chưa? Không có giống nhau. Quý tử cứ niệm tê và hết tê là xong, là quý tử đánh mất đi một cái gì? Một giai đoạn diễn tiến của sanh diệt cần thiết. Hiểu không? Sư nhân bắt được cái này không phải dễ đâu có làm sao. Bắt được. Bắt được. Không có niệm bài được, không có niệm bài. Niệm bài là chết. Niệm xuống cái mình trở lại hơi thở, để nó diễn tiến tiếp, niệm xuống trở lại hơi thở. Quý tử nghe kịp không? Quý tử co cũng nít á, quý tử co hoài cũng nít á, bỏ hết việc làm á. Quý vị tử có nuôi trẻ không? Có. Nhà có trẻ. Rồi, nhà có trẻ không nói được. Rồi. Người nào có trẻ không nói được. Quý tử nghe kìa mà. Quý tử đâu có ngồi mà câu vài đứng thích nữa. Quý tử nghe kìa mà. Bỏ nó. Lo lo nhìn con cái của mình, lo nhìn mình, lo lo nhìn con cái mình, lo nhìn là mình chứ. Chứ lại mình bỏ hết gì mình lo từ sáng tới đêm cho nó không ạ? No. Thì cũng vậy, khi ta thấy cái tê, ta niệm 3 lần tê hả, trở lại hơi thở của mình, thì ở dưới nó bắt đầu nó ra cái khác. Mình không để ý tới nó ra khác nữa. Tê, trả xuống tiền để tê hả, rồi ngừng lại, trở lại cái hơi thở của mình. Rồi chút xíu nó nhìn lại, bắt đầu khác nữa. Mỗi cái đó mình có một cái ghi nhận, mỗi cái ghi nhận. Thì cái ghi nhận trước, cái ghi nhận sau không giống nhau, mình mới thấy được cái gì? Vô thường trong từng phút giây, vô thường trong mọi diễn tiến phút giây, vô thường trong mọi diễn tiến của đối tượng ta để ý tới. Hiểu không? Để nghe kèm không? Chứ không phải tôi niệm một thời gian hết rồi mang ra một lần. Để nghe kèm không? Không phải như vậy. Đó là cái tự đi thiền, thiền chỉ. Cái tự đi thiền niệm từ tê đến hết tê một lần vậy đó. Cái tự đi thiền chỉ. Còn mỗi diễn tiến của hiện tượng đó, mỗi một diễn tiến của đối tượng đó, mà tôi đang nói là thiền quả. Quý tử nghe kèm không? Hiểu không? Thiền chỉ là quý tử bỏ qua hết tất cả mọi chi tiết. Quý tử chỉ nắm tướng, làm cho tâm quý tử khấn khích với đối tượng đó thôi là ra thiền chỉ. Còn nhưng mà khi tới thiền quán là quý tử phải theo dõi từng mọi diễn tiến nó thay đổi khác thường, mỗi cái không giống nhau đó. Đó mới là thiền quán, chúng ta mới phát sinh trí tuệ được, để chúng ta tìm ra được sự thật. Nó ẩn núp ở trong một cái chế định hư cấu ra tạo ra thôi. Chúng ta nghe kịp không? Cũng mới ra được sự thật. Chính cái đó là những cái cảnh mà thế, nó không phải là đối tượng của mình. Nếu chúng ta theo tiếp tục nó là gì? Diễn biến của mỗi cái sự sanh diệt của cái từ cái tê. Đến một cái trạng thái hết tê nó qua với một trạng thái nhất, mỗi đau đó, mỗi cái đó chúng ta đều theo đó chỉ là một cái cảnh, nhưng mà qua tiếp nữa đó diễn tiến là trở lại đối tượng. Còn nếu ở bên ngoài hơi thở chỉ là cảnh, tê nhất của đau là đối tượng, xuống từng chi tiết đó thì những cái chi tiết đó là đối tượng của tự cần lên tiền về thiền quán, bỏ qua cái cảnh sanh và diệt của một giai đoạn tê nhất của đau, đó là thiền chỉ. Hiểu không? Nắm được chưa? Thôi, ta nghĩ như làm chút xíu, ta vừa học tiếp.
rồi ở đấy là quý tự thấy khi ta nói tới cái cảnh và đối tượng á, quý tự phải hiểu đối tượng á là chúng ta phải đi theo, còn cảnh là chúng ta để biết thôi, chúng ta không phải đi theo. Quý tự nghe kịp không? Khi ta có một cái đối tượng nào mà chúng ta khả ý hay là bất khả ý, thích hay không thích, cái đối tượng đó cũng là quý tự phải đi theo để gì mình nhìn thấy được thực tính và thực tướng của nó. Quý con nghe kịp không? Còn khi mà quý tự đến thấy cảnh đó là cảnh phổ thông, cảnh chung, cảnh tổng quát á, thì chúng ta chỉ nhìn, chúng ta biết thôi, chúng ta không cần phải đi theo. Như chẳng hạn như nó tự theo dõi cái hơi thở, chứ tự theo dõi hơi thở nó ra và vô á, là cái là cái cảnh tổng quát, tự nghe kịp không? Nhưng khi mà quý tự thấy cái riêng biệt của cái hơi thở đó, nhanh, chậm, nặng, nhẹ, diễn tiến nó thay đổi, rồi nó mất, cái đó là cái đối tượng của tự tìm. Tự nghe kịp không? Còn khi mà nếu mà nó thở nó đều như vậy đó, thì quý tử không có cần phải lo. Nhưng mà thực sự đó, khi quý tử đi theo thiền quán đó, hơi thở trước hay thở sau nó thay đổi rồi, mà mỗi cái nó thay đổi khác nhau đó, nó phải được ghi nhận, đó là cái đối tượng ta chú niệm vào. Quý tử nghe kịp không? Cũng như vậy, khi mà chúng ta đang theo dõi cái hơi thở mà chúng ta đã thấy nó thay đổi một cách khác thường, trước và sau mỗi một diễn tiến hơi thở nó khác nhau gì đó, đã là đối tượng quý tử trong khi quý tử theo dõi một cái hơi thở và cái hơi thở khác thường. Rồi thứ nhất, nhưng mà tới khi mà tê nhức hoặc đau đó lại là cái đối tượng chúng ta lớn hơn cái đối tượng có hơi thở nữa, chúng ta phải theo dõi cái đó nữa. Tự nghe kịp không? Mà khi chúng ta theo dõi cái hơi thở đã bỏ ra, theo dõi ngắn nhanh chậm lẹ mau đó, đó là đối tượng quý tử rồi đó, thì tới khi mà quý tử qua cái giai đoạn mà tê nhức hoặc đau đó, thì cái tê nhức hoặc đau đó là cái đối tượng của quý tử nữa. Quý tử bỏ qua hơi thở, đi tích vào cái tê nhức hoặc đau, nhìn tiếp mình chú niệm vào tê nhức hoặc đau. Nhưng mà trong khi tê chú niệm và tê lúc trong mùa đau đó, chúng ta không có chú niệm theo thời gian của một giai đoạn sanh và diệt của một tê và hết tê, mà chúng ta phải theo dõi từng mỗi sanh diệt, mà từng mỗi diễn tiến, từng mỗi diễn tiến gọi là sát na đó, hay là thời gian nhỏ của nó, chứ không phải đợi cho hết tê. Ta nói là một cái sanh diệt của một cái diễn tiến của giai đoạn tê, không có niệm như vậy. Cái điều đó là chúng ta niệm về thiền chỉ. Tự nghe kịp ha, thiền quán là chúng ta phải đi cầu chi tiết chi tiết chi tiết chi tiết rồi đó. Thì cái này á, cảnh tê này nó sẽ trở thành là cảnh tê, và cảnh hết tê là trở thành là cảnh hết tê. Nhưng mà tới khi mỗi cái sanh diệt của tê này, sau cái tê sau nữa đó, nó khác nhau đó, đó là đối tượng của tự nhìn tới. Tôi tự nghe kịp không? Đó là đối tượng của tự nhìn tới, là chú niệm đó, nghe tại đó. Cái đó mới là cái ý nghĩa mà chúng ta đi thiền quán. Quý tử nghe kịp không? Tại vì thiền quán nó làm cho quý tử phải tìm ra được cái thực tính. Thiền quán nó làm cho quý tử ra một cái thực tính. Rồi cái thực tính đó, nó đưa đến quý tử ra một cái thực tướng. Hay bây giờ đó, chúng ta còn danh từ mới đó là cái điều là gì? Đặc tướng. Đặc tướng đặc biệt của đó. Quý tử nghe kịp không? Như vậy thì khi ta nói cái trạng thái thực tính của đó, mày Minh à, ví dụ như cái tâm của ta, đúng không? Tâm của ta thực tính của nó là gì? Thực tính của tâm của ta là gì? Sanh và diệt. Quý tử nghe kịp không? Tâm ta thực tính của nó là sanh và diệt. Nó sanh đi và diệt lại, sanh đi diệt lại. Nhưng mà đặc tướng của nó là gì? Là vô thường. Quý tử nghe kịp không? Cái đặc tính vô thường này á, nó không có thay đổi được. Nó không có thay đổi được. Nó hằng hùng hiện hữu như vậy đó. Nên người ta thường nói cái thường còn của cái thế gian này là gì? Là cái tính vô thường. Cái thường còn của trong thế gian này là gì? Cái tính vô thường. Cứ để nghe kịp ha. Do đó khi chúng ta tìm ra được cái đặc tướng vô thường ẩn nấp ở trong cái hiện tượng của sanh diệt này đó, là cái tự đạo quả đó. Tìm tới rồi đó, tìm tới mức cuối rồi đó. Quý tự nghe kịp không? Ví dụ như cái này á, buồn nè, vui nè, không vui nè, không buồn nè, cái đó là cái này là gì? Thế gian. Quý tử đây này, đó là tính phổ thông, nó chỉ là một cái cảnh thôi. Quý tử nghe kịp không? Nhưng mà cái sanh diệt này á, nó thuộc là đối tượng của mình rồi đó, mình phải nhìn tới cái đó. Được chưa? Còn cái đặc tướng của thường này là gì? Nó cái này sanh diệt này mình thấy vô thường rồi đó, thì nó sẽ trở thành cảnh. Nhưng mà vô thường này là gì? Nó là đối tượng của đạo quả của mình rồi đó. Cứ tự nghe kịp không? Buồn, vui, không buồn, nó là cảnh.
khi mà quý tử thấy sanh diệt, vừa thấy sanh buồn đó, mắt đó, vui đó, mắt đó, thấy sanh diệt đó đó, nó trở thành là đối tượng của buồn vui của mình. Quý tử nghe kèm ha. Nhưng mà khi mà quý tử thấy hoài sanh diệt thì thấy hoài, hết vui là cái buồn, hết buồn là cái vui, hết vui là buồn, như vậy đó, nó sẽ trở thành là cảnh. Quý tử nhìn thấy được cái đặc tướng vô thường của nó khi đang thay đổi đó, nó mới trở thành là đối đối tượng. Hiểu chưa? Quý tử nghe kèm hiểu không? Thì tôi mới tự nắm được ha. Như vậy, vậy thì khi cái tâm của ta biết, cái tâm của ta biết, không? Cái tâm là cái biết, tâm ta biết. Nhưng mà tới khi mà cái quyết định của ta là cái ý của ta quyết định. Quý tử nghe kèm không? Như vậy thì khi mà cái ý của ta biết là quyết định á, thì chúng ta mới là con người có ý thức. Hiểu chưa nè? Con người ta không có ý thức. Còn nếu chúng ta không có quyết định được cái ý của ta đó, thì con người chúng ta bị phạm phu. Chúng ta cái chỗ này là khác nhau cái chỗ đó mà rất là vi tế, rất là tế nhị, rất là tinh vi. Cái chỗ đó là con người khác nhau đi. Cái tự nghe kẹp không? Cái tự nghe kẹp ha? Hiểu ha? Do đó khi mà chúng ta nắm được cái ý thức này, con người ta có ý thức này, chính là quý tử đã giải quyết được cái việc mà quý tử đi tìm. Còn quý tử không có ý thức á, là con người quý tử không giải quyết được cái gì ta đi tìm. Học sinh vô trường học không ý thức thì nó không có đi tìm được cái gì. Ra trường mà có kết quả đậu đạt của nó, nó ngồi trong trường lớp hoài. Ta nghe kịp không? Cũng như vậy ta đi tu của mẹ, ta không có ý thức á, là chúng ta cứ để cho cái trạng thái tu của ta chỉ là một hình thức mà chữ sanh tử luân hồi ta vẫn còn hiện bài, không cắt đứt được. Tôi nghe kẹo không? Do đó khi người ta tu, ta phải có ý thức là gì? Phải cắt đứt cái sanh tử luân hồi. Đó là cái tu ta có cái giá trị, có ý nghĩa. Còn không á, thì cái tu ta để chúng ta cái gì đó, để chúng ta tu cái cơ phạm phù. Hiểu không? Tôi nghe kẹo không? Cũng như vậy, khi hồi nãy chúng ta học qua đó, khi chúng ta không biết được pháp chế định á, thì chúng ta sống ở trong chế định một cách mù quáng mà ta không hay biết. Ta bị chế định nó chi phối. Nhưng mà ta biết xử lý rồi đó, thì chế định không đủ sức để mà chi phối được cái siêu lý của mình được đó, thì chúng ta không có còn bị chế định chi phối mình nữa đó, thì ta đang sống trong cái siêu lý có giá trị. Ta là người sống có ý thức, sống trong ý của siêu lý, chứ ta không sống trong cái chế định của thế gian để mà chúng ta bị chi phối của chế định, mà chúng ta mắc cái gốc giá trị của siêu lý ở trong con người của mình là gì? Cái tâm thức mà chúng ta không có. Chúng ta nghe kịp không? Con người có chạy theo chế định hết nhà, hết cửa, hết tài sản, hết của cải, vợ con, chạy theo cái chế định, mất đi cái gì? Cái tâm linh quý báu của mình là gì? Siêu lý hiện hữu trong con người mình đang có. Tôi nghe kèm ha. Cũng vậy, vậy thì khi mà chúng ta nói cảnh chế định đó, không phải là cái đối tượng của ta, siêu lý mà là cái đối tượng của ta. Tự nghe kèm chưa? Cảnh chế định không phải là đối tượng của ta, siêu lý mà là đối tượng của ta. Thế thì chế định đến với ta, đó chỉ là một cảnh. Nhưng mà chúng ta phải nhìn thấy thực tính của cảnh đó là gì, mới đó là đối tượng của ta, càng phải giữ ta mới biết. Ta nghe kèm, mới còn là gì? Mai nó xá, con người có ý thức. Còn không, ta ở là trạng thái gì? Vô danh phàm phu, không bao nhiêu biết. Hiểu chưa nè? Nắm được chưa? Rồi ha, để xin nghe. Thưa sư, con có đọc mấy cái chương 4 năm ở trong cuốn sách thì có nói là nếu mà mình không có niệm cái đối tượng đó đó, thì mình sẽ trở thành như là attached, dính mắc vào. Dạ, dính mắc. Tại sao như vậy? Tại sao? Tại vì khi mình nhìn vào đó mà không thấy được bản chất của đối tượng đó, mình bị gọi là dính mắc vào đó là gì? Mình không thấy được thực chất của nó, thực tính của nó. Thế thằng gái là mình bị dế, nhín mắt cho mình mê mà, cho đó mình bị đắm đuối, cho đó mình không có buông bỏ được nó. Còn khi mình nhìn ra được cái bản chất của nó, thực tính của nó rồi đó, mình mới buông bỏ ra được đó. Không nè, ví dụ như quý tử thấy, khi quý tử xin lỗi mà, quý tử thấy một người phụ nữ, một nữ giới. Cái bên ngoài chúng ta thấy nó gọi là xinh, nhưng mà 20 năm không tắm không rửa rồi quý tử thấy là thực tính là gì? Sân thì gì á? Tôi nghe kẹp không?
cái đó là vô thường à, cái đó qua tới vô thường là chúng ta nó qua tới đây nó qua tới đặc tướng rồi, chứ không phải là thực tính nè, bây giờ nghe thấy rõ hộ đó. Đặc gì à? Chứ không hiểu là cái chân trần phở này đặc gì nè. Quý tử thấy không nè? Đó, do đó người tại sao thì thấp thấp vô. Tại vì Đức Phật nói cái con người mà bị dính mắc vô đó là tại vì còn bị tham đó. Tại vì không thấy được thực tính đó. Khi mình nhìn thấy được thực tính đó, mình mới rớt được cái dính cái này. Quý tử nghe kèo à? Hiểu không? Khi mà thấy, mình mới buông bỏ được. Còn nếu mà không thấy á, mình còn dính nó, giữ nó. Do đó đó, mà như mấy Đức Phật trở về Hoàng Cung để lấy dây tài sản vợ con nhà đang hạnh phúc đi, nên ngài mới nói câu mà xin sự nói đó, con tôi tài sản tôi, người ngu nghĩ như thế, thằng ta còn không có, con đâu tài sản đâu, cái đó là thực tính, cái đó là thực tính, còn bên ngoài đó là dính mắt là gì, mình bị mê mà trong cái thực tính mình thấy, biết định cái nghe kìa không? Quý Phật tử thấy mà cái bánh ếch đó, cái bánh ếch đó mà quý tử mua đó, quý tử biết đó là bánh là bị thiêu không, không, tại vì nó bị lớp lá chuối nó bọc nó che rồi, mà khi mà lột cái lớp lá chuối nó ra thì mình thấy nó chảy nước hay chảy mồ hôi ra rồi thì đúng rồi mình bị phạt, xài không được rồi. Quý tử hiểu ta. Cái đó đó, cái dính mắt của mình là gì? Mình thấy bánh ếch mình cũng mua, mình ố mình cũng mua. Nhưng mình đâu có biết được cái ruột bên trong đó là cái gì. Khi mà lọt cái vỏ ra mình thấy ruột bên trong đó, thịt được là thịt, thịt tính. Thôi thôi, gì đâu sự chưa biết nữa rồi. Cứ thấy cái kìa má. Đó, đó đó, nên lên cái chỗ này gọi là cảnh. Nhưng mà tìm tới cái thực tính đó, đó là cái đối tượng mình mới đi, đi tìm. Cái tỉnh nghe kìa không? Đối tượng mà ta đang đi tìm và chúng ta phải theo đuổi cái đối tượng đó. Còn cảnh đó, ta thấy, ta biết, ta không bỏ qua được. Nhưng khi tôi có đối tượng rồi đó, tôi phải đi tới đi tìm và tôi phải nắm bắt được nó và phải hiểu được nó hay là lấy được nó. Chứ tôi không bỏ qua cảnh nữa. Như là cảnh, cảnh ta bỏ qua được. Đối tượng ta bỏ qua được. Cái tỉnh nghe kìa không? Như hồi nãy sẽ nói á, trên nhất bộ nào, đó là đối tượng của người hành giả. Mà khi quý tử thấy được đối tượng đó, quý tử không được bỏ qua, quý tử phải tìm tới nó là cái gì của đối tượng nó là tên với một đau nó điện bài. Cũng như nãy sẽ nói, quý tử đi làm mỗi ngày, mà về phát hiện là nhà chúng ta mắc một món, chúng ta phải tìm ra đối tượng làm sao mắc cái đó, cái nhà ta mắc một món. Mà khi ta có tìm ra được đối tượng nó là chúng ta không bỏ qua, chúng ta để cho nó tái diễn nó nữa. Ta tái diễn trở lại nó thì ta cứ tiếp tục mắc, tức là ta dung dưỡng nó. Khi ta biết đó, đó là đối tượng của ta tìm bấy lâu nay là cái nguyên nhân hay là ý nghĩa là chúng ta mắc đồ ở trong nhà. Mà bây giờ chúng ta thấy nó có rồi, hiện nó rồi mà chúng ta không giải quyết nó đó, thì ta dung dưỡng nó để cho tiếp tục nó làm cho ta mắc đồ trong nhà mình nữa. Cũng như vậy, khi mà mình thấy cái tên nhất của đau này, của tôi tìm ra đối tượng nó là ý nghĩa gì đó trong tên nhất của đau này, mà của tôi không giải quyết được đó, tôi tự tiếp tục là gì? Sanh tử nữa, luôn hồi nữa là gì, nơi nào và lúc nào cũng tự trở lại dẫn tay với bộ đầu và không ra. Quý tử ngồi đi cũng tay với bộ đầu, quý tử đứng đi cũng tay với bộ đầu, nằm đi quý tử cũng tay với bộ đầu, nhập tử đi đi quý tử cũng tay với bộ đầu, mà muốn bao nhiêu quý tử có qua khỏi tay với bộ đầu đâu. Mà không phải là người trẻ không có tay với bộ đầu mà người già mới có tay với bộ đầu đâu, loại lứa tuổi nào cũng có. Khi mà muốn có thì bà nó vẫn có. Cũng như cái chén nó mang tính bất bể, đâu phải là chén nhỏ mới bể, chén lớn bể đâu, chén dày mới bể, chén mỏng không bể đâu. Khi nó đang mang tính tuyệt bể rồi loại nào nó cũng có, và nó cũng có lúc nào cũng được, nó thời điểm nào nó cũng sinh ra được ở đó. Nó hiện bài gì? Thế thì ta đi tìm cái đó, ta giải quyết đó đó, là cái đó chúng ta mới chấm dứt được. Còn không ra ta dung dưỡng nó, ta nuôi dưỡng nó, và ta duy trì nó. Thì quý tử có nó mãi và quý tử không ra khỏi nó, và nó quý tử là mồm trở lại trong đó, trở lại trong đó. Quý tử hiểu không? Hiểu à ha. Như vậy thì quý tử ra là cái gì? Cái chế định. Quý tử lấy được cái siêu, cái siêu lý. Cái tên nhất của đạo chỉ là một cái chế định. Cái tâm của ta mới thấy được là cái siêu lý.
cái xuất phát mới là cái siêu lý. Còn cái trạng thái tao nhất thân xác này đó, tê nhất cái thân xác này chỉ là một cái chế định, chứ không phải là xuất phát của siêu lý. Mà quý tử không thể nào đi giữ cái chế định này được, thì chế định này nó sẽ đổi qua cái chế định khác. Quý tử lấy cái bảng trở thành cái bàn thành cái chỗ mà quý tử che mưa của tư ca xe cũng được nháy. Quý tử dùng đây là cái bảng, quý tử hạ xuống thành cái bàn mà chờ mưa, quý tử lấy cái đó là cái trụ che dù ra mưa ra xe được. Tức con đi hoài dẫn định, thì chế định nó sẽ dẫn quý tử đi mãi và không có ra được cái thực tính của nó từ ở trong cái thế gian này. Có thể nghe kịp. Do đó thì chúng ta hôm nay cho học về cái chương tâm. Cái chương này là chương thứ nhất mà của Hoàng Abhidhamma Sangha. Thì quý tử sẽ thấy chúng ta nói tâm là ý và thức. Thì trong cái đó tâm á, thì chúng ta nói tới cái trạng thái của cái biết đối nó thì bất thiệt. Còn cái ý á, chúng ta biết như cái đối tượng nó gì, những ý nghĩ, những ý nghĩa, những cái tư tưởng, nghĩ suy của mình tạo ra. Còn cái thức á, là khi ta có cái thần kinh, khi có thần kinh thì có cái thức. Thức nó có sự sáng suốt thì biết bởi thần kinh á, dẫn dắt tới đối tượng cho ta thấy. Vậy thì khi ta có những cái này á, thì chúng ta sẽ thấy cảnh là phổ thông, đối tượng là riêng biệt. Thì ta nghe kẹp à, cảnh là phổ thông, đối tượng là riêng biệt. Và một hoa viên, tất cả những bông hoa màu sắc, đó là cảnh phổ thông. Nhưng tôi chọn được một đối tượng, một bông hoa của quý tử đó, thì là cái đó là riêng biệt của đối tượng của mình. Tôi tự nghe kìa. Mà khi đối tượng người ta tu tập cái đó, thì cái gì mà chúng ta giữ làm đối tượng, và ý mà ta muốn giữ, và ý ta nghĩ tới đối tượng chúng ta muốn có. Còn không có ý ta không có nghĩ, không giữ đó, thì đối tượng nó trở thành là gì? Tâm chỉ biết cảnh mà thôi. Quý tử nghe kẹp ha. Rồi, trở lại, nếu như trên con đường luân hồi á, quý tử có đối tượng hoài á, thì cái đối tượng nó sẽ trở thành là dính mắt. Quý tử nghe kẹp không? Trên con đường mà quý tử tu tập, không nè, trên con đường tu tập á, quý tử có đối tượng hoài, đối tượng nó sẽ trở thành quý tử là dính mắt. Chẳng hạn, quý tử mà có cái tọa cụ rồi đó, thì cái đối tượng với tự ngồi mà có đạo tọa cụ với tự mới ngồi thiền được, không có tọa cụ đâu với tự ngồi thiền không được, nó trở thành là dính mắt. Quý tử nghe kẹp ha. Coi còn cái như vậy thì những cái gì mà chúng ta chiều nó đó là chúng ta chiều cái đối tượng, hay là ta chiều theo cái ý của ta muốn chiều, thì tôi sẽ bị dính vào dính mắt. Tôi nghe kẹp ha, được chưa nè? Như vậy thì khi chúng ta ngồi thiền á, nghe kịp mà, từ khi ta ngồi thiền á, mà chúng ta thấy cảnh nó đến á, mà chúng ta chiều nó đó, thì ta sẽ lấy đó là đối tượng. Mà khi mà đối tượng mà chúng ta đã có chiều nó đó, thì nó sẽ trở thành cái tự lòng, cái dính mắt. Cũng phải buông nó ra để trở lại thành một cái cảnh phổ thông, rồi thực tính của nó, tôi tưởng mới nắm mắt được. Còn nếu mà tôi đối tượng nha, tôi tưởng thì sẽ bị thiên dị, phải lịch lạc đâm phán xét. Kịp chưa? Quý tử thấy cái người nào nói ý của tôi muốn vậy thì cái người đó sẽ có cái đối tượng. Còn cái người mà tôi nói tâm của tôi chỉ biết cảnh là thôi, cái đó là tính phát khổ, khổ thầm. Chính do đó, khi mà chúng ta thấy cái tê là đối tượng rồi đó, chúng ta phải nhìn nó một cái gì? Khách quan, tâm tôi biết cảnh thôi. Tâm tôi chỉ biết cảnh mà thôi thì mới tôi mới ra được. Còn không á, tôi lấy ý mà tôi biết đối tượng này đó, thì tôi sẽ dính mát cái trong đó mà tôi không ra được. Hiểu không? Hiểu không? Xin nghe. Thưa sư, thì trong bài thiền cũng có nói là nếu mà mình theo dõi đối tượng, mình chỉ nên theo dõi một thời gian thôi. Dạ không, một cái diễn tiến thôi chứ không một thời gian nữa đó. Một cái diễn tiến thôi, nó vừa diễn qua cái mình thấy đó là cảnh mà điện thoại mua liền, chứ không nên giữ nó lại. Quý tử nghe kìa không? Nhà sư trình bày quý tử từng dây diễn biến nha. Quý tử nghe kẹp nha. Rồi, sư chiếc xuống quý tử có thấy ra ha, chứ không quý tử không có quen, tại vì sư nói á, quý tử không có hình dung ra được nè. Thấy chưa? Thở vô và ra nè, là cảnh đúng không? Cảnh nó đúng không? Đúng nha. Thở vô, thở ra, vô, ra, quý tử nghe kịp không? Rồi nó đi tới cái tê, cái này là đối tượng phải không? Đúng không? Nãy giờ mình đi tìm nó, vâng nè. Quý tử niệm tê á,
mà quý tự nhìn thấy cái đó từ nó lên là tê đó, thì nó khác cái hơi thở vô và ra, đúng không? Thì Chúa thích nó khác là cái vô ra vào nó khác, chính chưa khác đó nó mới trở thành là gì, đối tượng của mình, đúng không? Phải chưa? Mà quý tự niệm tê hoài á, nó sẽ dính mắc trong đó, do đó quý tự phải buông nó ra, thì cái này nó trở thành gì? Cảnh. Mình chỉ biết mà thôi, là gì? Tâm. Hiểu không? Hiểu không? Còn cái tưởng chở, cái niệm hoài, tê hoài đó, nó sẽ trở thành đối tượng tự dính, đối tượng bị dính mắt. Do đó với các thiền sư, dặn các thiền sinh, khi đối tượng nó đến, chỉ nhìn một cách khách quan, biết như biết, và buông bỏ. Cái tưởng nghe kèm không? Còn cái tưởng niệm một cách đó là đối tượng, cái tưởng sẽ dính mắt trong đối tượng đó, cái tưởng không rời ra, để trở vô một cái ái hay là cái thủ. Để vô cái thiền chỉ hay là một cái dính mắt của cái thủ đã. Do đó cái bài trước đó đó, cái tưởng nghe xem, người hành giả biết như biết rồi, thấy như thấy rồi, thì trở ra cái vị trí đó liền. Nhớ không? Nhớ chưa? Giờ xin nghe. Kính sư, con nhớ trong cái bài á, nó nói là khi mà mình thấy cái đối tượng như vậy, mình chỉ được niệm 3 lần coi như 3 lần rồi anh ơi nha. 3 lần thôi rồi buông ra. Nó trở lại là cảnh của mình lại là dạ, chỉ biết và cảnh là thôi. Còn không có tưởng niệm nguyên một từ sáng cái tối đâu đó là trở thành là gì? Là cái đối tượng chỉ bị dính mắt. Cái tỉnh này kèm không? Kể chưa? Do đó, khi mà đối tượng là nó khác cái cảnh là gì mình đã đi tìm, và khi đã có rồi đó mình cũng phải bỏ, thì mình thì thấy là gì, không phải dính mắt. Nếu không á, quý tử sẽ bị dính mắt, buông bỏ nó thì quý tử chỉ có là gì, tâm chỉ biết cảnh mà thôi, nó không phải là đối tượng của ta. Quý tử nghe kịp không? Hiểu không? Cẩn thận nha, chút nữa người ta gặp đó hả? Nhất thống là cô đi chỉ rồi. À, chỉ rồi, nếu mà con đi nhất thống là con đi chỉ rồi đó. Còn cái này đi quán không có chỉ, đừng phải tích tự lại. Cô nghe kịp à? Rồi, quý tử nghe kịp à, nhận dịch sẽ trở lại như này. Là khi mà tâm ta biết cảnh á, là ta không có dính mắt. Mà ý ta chọn đối tượng á, quý tử sẽ dính mắt. Quý tử nghe kịp không? Nhưng mà nếu mà tử không có đối tượng á, thì cảnh vô thân quý tử không quyết định được cái thịnh tính. Cái kiểu cái kẹp không? Cái tự cứ nhìn ra buồn vui vậy đó. Cái tự không tìm ra được cái thực tính. Cái tự bị chi phối bởi cái pháp buồn vui. Tâm chỉ theo cảnh như vậy, tôi bị trao qua đảo lại. Hết vui thì nó buồn, hết buồn lại vui. Nhưng mà cái tự nhìn cái thế trạng thái vui đó, rồi nó mắc đó đó, cái phút giây mà vừa mắc đó đó, nó trở qua cái giai đoạn mà là buồn đó, thì cái đó là cái gì? Sự sánh diệt. Đó là đối tượng tâm để thấy được thực tính của nó mà. Thực tính của cái là cái cảnh tâm thức của ta bị chi phối. Chúng ta nghe kẹo. Rồi, khi mà chúng ta thấy được cái sự sinh diệt đó xong rồi đó, thì cái trạng thái nó lặp đi lặp lại là gì? Hết buồn, hết lại vui, hết vui là buồn nhá. Thì chúng ta cũng tự trả lại cái này nè. Do đó đó, người ta phải bỏ nó đi liền. Bỏ liền thì khi mà bỏ cái sinh diệt đó, chúng ta thấy được thực tính xong rồi chúng bỏ đi. Chúng ta tiếp tục là gì? Niệm cái trạng thái gì? Bình thản của cái nhận thức của mình. Lúc đó đó, cái tôi sẽ trở lại cái gì? Cái tâm chỉ biết mà thôi. Nhưng mà khi tâm của tôi biết rồi thôi đó, thì cái tâm nó tự đó bắt đầu gì? Nhận thức được là gì? Một cái tính vô thường ở trong cái thực tính của cái sanh diệt này. Cái lúc đó mới là niết bàn của tôi. Mảnh địch chưa? Xin trở lại nha. Xin mở cửa này lại cho quý tôi một cái này. Quý tôi nhà kêu kẹp nha. Khi mà quý tôi thấy được cái sanh diệt của cái tâm, thì xin bỏ cái này, chỗ này mình tự nghe nè. Thấy nha, vui và buồn, tự nghe kẹp ha. Đó là cái trạng thái khổ thông, đúng không? Nên mới tự thấy ở trong 16 cái tuệ đó, cái tuệ đầu tiên gì? Khổ thông trí. Phải không? Chưa, cái đồ là khổ thông trí, rồi xong mới vô cái tuệ phân biệt sở. Nhìn sao? Quý tử nghe kèm không? Đầu tiên á, quý tử thấy được cái bộ thông là gì?
là lúc đầu tiên mà quý tử thấy được cái tuệ phân biệt mình của tổ phổ thông này, quý tử đã có cái gì, có cái chánh kiến rồi đó. Chánh kiến là gì? Là quý tử thấy khổ đế rồi đó, đó là sự thật ha. Quý tử nghe kèm không? Khi mà tử thấy vui và buồn đó, quý tử phát lên là phổ thông trí, kịp chưa? Rồi cái phổ thông trí này á, nó nằm ở trong đâu? Là cái trong cái trạng thái của danh nhìn sắc, nên chúng ta có phần phân biệt danh nhìn sắc trí, trời phân biệt danh sắc. Tử nghe kèm không? Nó nằm ở trong cái trạng thái gì? Phổ thông trí, thấy được cái danh nhìn sắc. Tử nghe kèm ha, được chưa? Như vậy thì ở đây sư muốn xóa cái chỗ này, hiểu không? Sư xóa được chưa? Hay ở để sư xuống đây đi ha. Nghe chờ hôm nay cho quý tử lão nè, tôi nắm cái chỗ này rất là khẳng thẳng, y tế cái này chút xíu tử tạo quả được cũng không được mình. Thế này nghe thấy cái gì? Cái này quý tử nghe kẹp ha. Khi quý tử nhìn thấy cái phụ chiêu buồn đó, đó là khổ thậm chí nó sinh lên đến quý tử đó, tự thấy là gì? Đời là khổ. Thấy vui là buồn đó, buồn vui đó, cũng tự có khổ tâm trí đó. Tại vì lúc đó là cái tự mới thấy gì? Tại sao có khổ tâm trí này? Tại vì mình có cái danh sách này mình mới có thấy khổ này đấy. Chứ mình không có cái danh sách này mình đâu có khổ. Cái mình bắt đầu mình đi tìm tiếp cái gì? Nhân nào sanh ra danh sách này? Thành cái tự văn ban biệt là gì? Tuệ phát hiện được nhân sanh ra danh sách. Cái tự nghe kịp không? Rồi khi mà cái tự phát hiện được tuệ nhân mà sanh ra sanh danh sách đó, cái tự mới thấy được cái gì? Đảm chất của danh sách này là gì? Sanh diệt đó đó. Thì bắt đầu cái tự mới thấy là gì? Nó rã ra, mới đi xuống được. Rồi giờ sẽ trở lại cái chỗ này. Vậy thì khi chúng ta thấy cái phổ thông này nó là một cái cảnh, đúng không? Mình học về chuyên tâm nè, về xử lý nè. Phổ thông này là một cảnh, đúng không? Nó không đáng để chúng ta làm đối tượng. Người nào mà vừa vô cái buồn, cái ngồi liệm luôn cái buồn đó thì cái đó là hết tu rồi đó. Đúng không? Vừa thấy buồn cái ngồi liệm luôn trong đó là hết tu rồi đó. Đồng ý ha? Mà người nào ngồi vừa vô ngồi cái vui quá cái liệm trong vui đó là hết tu luôn á. Cái này là phổ thông mà, đâu có gì đây mà mình liệm trong đó, để mình dính mắt trong đó. Nó chỉ là cảnh thôi, ta niệm buồn hả? Buồn hả? Buồn hả? Bỏ ra liền. Đúng không? Chứ đâu có phải mình ngồi hoài trong buồn. Nó từ mà cái trạng thái mà cái tự ngồi buồn á, mà cái tự ngồi buồn hoài nó kéo dài ra, thành ra nó gì? Buồn quá. Nó kéo dài mà. Có thể là buồn chuối, buồn vừa gì được đó, hay là buồn gì đó, quý tử nghe kèm không? Nhà đó quý tử chạy niệm đi, đó là cảnh thôi, phải phổ tâm đúng không? Cái đó đâu có đáng để làm đối tượng của mình đâu. Hảo nè, rồi khi mà cái quý tử đó là cảnh thôi, thì đang buồn đó, đúng không? Cái nó sang qua trở lại vui, cái chỗ này nè, tôi sanh gì đó. Quý tử đây chưa? Gạch chưa? Gạch chưa? Rồi, còn quý tử thấy nè ha. Cái này bắt đầu mới là cái này là đối tượng quý tử. Đúng không? Đối tượng quý tử. Quý tử chỉ niệm. Quý tử niệm một cái thôi, sanh diệt. Một cái thôi, sanh diệt. Quý tử trở lại liền. Trở lại thì lúc đó nó là đang, nó kéo quý tử qua cái vui, hay là nó kéo quý tử lại cái buồn? Quý tử nói cho sư nghe, nói cho sư nghe. Quý tử niệm cái chỗ này là sanh diệt rồi đó, là đó tự quý tử bắt được một cái rồi đó, là thực tính rồi đó. Còn thì nó kéo qua từ cái vui hay quý tử kéo qua cái buồn? Có thể cái khác. Đi cái khác. Nhắc không? Sư chưa có tin hả? Hỷ lạc đó. Ủa, chúng tôi hỷ lạc đó. Đi lạc. Quý tử nghe nè, để sư nói quý tử tại đây đúng không? Rồi chưa nha. Nghe cái chỗ này quý tử bắt được cái này là thật tính. Rồi chưa? Rồi sư muốn đi xuống nè. Buồn. Cộng sanh diệt. Đúng không? Nó ở giữa nè. Gọi là vui. Mới là vô thường. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Quý tử phải ra cái này được đó.
tưởng mới là niết bàn. Quý tử nghe kịp chưa? Đây là cảnh đối tượng, đây là cảnh đối tượng. Chưa hiểu chưa? Còn không, quý tử góp trở lại, góp trở lại. Nên nãy sư hỏi quý tử đó, quý tử có buồn hay là có chuối, mà quý tử trả lời là không vô không buồn, cũng mắc luôn, tại vì quý tử mắc cái vô thôi. Anh niệm cái vô thôi. Xin nghe. Trang lúc ngồi thiền mình đâu, mình đương nhiên là mình không niệm ra tiếng, nhưng mà mình có niệm thành một cái từ ngữ trong tâm, hay là mình nó không có kịp anh. Một cái sự ý thức thôi. Nói sao rồi? Nếu mà niệm là đó là một cái cảnh nữa, là cái đối tượng nào, mình chỉ ý thức rồi, phút ra cái liền, phút ra liền. Hiểu chưa? Cái nhiều người muốn hỏi câu đó lắm. Hiểu chưa? Hiểu ha? Do đó nếu có tự phải nắm được cái đó là cái kỹ thuật tuyệt vời mà cái tự không bỏ qua được, mà cái tự đã từng mắc nhiều lần rồi, cái đó sai mà. Mình không có nuôi dưỡng cái tên ăn trộm nó lấy cắp nhà mình hoài. Mình đâu có phải mình đi làm cái là để vô nó cắp, mà mỗi lần về mình chịu đựng trong cái trạng thái mất cắp này, mình lo là mình dung dưỡng có trạng thái gì cho nó cắp tiếp. Mình khó bỏ công mình lượm nó nè, chứ mình phải lượm cái món đồ mắt. Mình bỏ công đi lượm thằng này, anh đã làm mắt mình nè. Thế tự nghe kìa, tôi xin nói hả? Hiểu chưa? Phải quân tập, mà quân tập mới thành ra một cái kinh nghiệm, kinh nghiệm mới có tự mới nhận thức được ra một cái ý thức, nhận thức được mới ra một cái ý thức. Còn nếu mà tự chưa có kinh nghiệm, tự không nhận thức được, tự không ra được một cái ý thức của tự không góp áo được kết quả được cũng chính mình đâu. Cái tự bị cho nữa, dạ xin nghe. Thì tôi xin trong cái thời gian mà mình bị tê chân á, thì là có lúc lên xuống, tức là lúc lên xuống, mà lên lúc lên xuống đó, đổi đó, lúc mà đổi đó, đổi đó thì là mình sanh nghiệp. Nếu mà sanh nghiệp mình nhận thức được đó, yeah. nhưng mà cái thời gian nó cứ đi hoài, mình không có không có đi lên bài, ta chỉ một sát na dính liền à, lên vâng, sanh nghiệp. Nhưng mà ý tân hỏi dạ đang xin trình ra nè xuống. Dạ. Đã chưa? Nhưng mà có theo dõi tiếp tục không? Không, ngay chỗ này là niệm luôn rồi đó. Mắt vô là dính rồi đó. Còn niệm tiếp tục đó là gì? Trở lại cảnh. Trở lại. Tức là mình chỉ biết thôi. Mắt cái đó tự. Dễ sợ chưa? Làm lại cái đó. Thấy dễ sợ chưa? Hiểu không em? Mình ráp công thức này vô được chưa? Ráp được công thức này lên được chưa? Yeah. Chỉ cần làm chậm mà chính xác, không cần là nhiều mà mắc hoài, mắc phục hoài, làm chậm thôi mà chính xác thì tự có mãi. Còn cứ tự làm nhanh thì tự mắc mãi và cũng tự không có được cái gì cả. Thứ suy như vậy thì nếu mà mình được rồi đó thì là mình buông đau quả rồi. Lúc đó ta bỏ, nên là bỏ đó. Mấy lúc tại sao mà mình không cần? Chắc nó xong rồi còn cần cần gì đó? Ngay đó rồi. Thôi vậy là đã quá rồi. Là hạnh phúc nhất trên đời mình rồi đó. Đâu đâu nó không thôi. Thấy rồi chưa? Đang có thể nắm được cái kỹ thuật này chưa? Rõ đó. Thấy chưa? Cái đó nó mới tự tìm cái vô thường đó chỗ nào? Nó ở giữa cái trạng hai cái trạng thái. Một cái cảnh trước và cái cảnh sau. Có một cái đối tượng nằm ở giữa. Cái đó là cái đối tượng người ta đi tìm. Một cái cảnh trước, một cái cảnh sau, một cái đối tượng này, cái đó là cái chỗ ta đem đi tìm. Mới là vô thượng chứ. Đã có buồn mà còn bị sanh diệt, lại có vui, chính cái đó là vô thượng. Ra được chưa? Kỹ thuật ha. Chấp sang nghe. Vừa lấy cái buồn rồi mất cái buồn đó, nghe cái đó mất liền, nghe cái đó là diệt rồi, là diệt, yeah. Khi cái buồn sanh ra thì là sanh, rồi cái buồn mất thì diệt, rồi mới chuyển qua là cái vui, thì cái vui đó là sanh, không sanh diệt cái đó, sanh diệt cái đó, chứ không có đợi mà chuyển qua sanh một cái diệt, không có, nay cái đó là diễn tiến sanh diệt liền, chứ cô không có qua sanh rồi qua cái diệt một cái giai đoạn, nãy sẽ nói rồi.
Hiểu chưa? Hiểu chưa? Phải chưa? Nắm được hôm nay, học trung tâm chưa? Vậy đâu bả đâu có khó gì đâu. Cái chưa? Người ta học ở trung tâm, người ta nắm được cái chương rồi này ha. Cái tôi hiểu rồi. Rồi, ta nghỉ, chúng ta đi. Đó, ta nhớ ngồi yên không được. Thấy chưa? Phút báo này rồi. Chưa? Rồi. Mình làm ngồi ghé được rồi, mình làm ngồi đắt thì người ta ngồi đó. Sao mà nghe? Chia hai gì là học đó ngày nhà chia sẻ lại cho hai dòng đúng mãi từng món một tay chân rồi tay sao vậy đều là phước báo vững bền,
có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cùng trời đau lợi thọ nhàn. Chúng sanh lưu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là, hận trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng nhân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thấu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh mang hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới khác hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an năng trường, xin thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món thiên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ nằm nơi tâm trong ngày. Chúng ta bước tới ngồi thiền, thấy đối tượng không? Thấy không? Thấy đối tượng không? Thấy sợ đối tượng. Thấy sợ đối tượng. Như là cho đối tượng vô lấy cắp đồ nữa ha. Dạ. Cho lấy cắp đồ rồi. Cứ tới đây thấy, thấy đối tượng à. Thấy rõ. Hả? Nó sẽ đi. Nên á, cái bài học của quý Phật tử á, mà bữa nào mà sư tới sư nói á, là cái bài học đó nó sẽ đến với Phật tử cái buổi chiều đó. Nó sẽ đến với Phật tử chiều đó. Ngày đó. Không có chạy đâu. Nên á, cái đó mình mới thực hành được. Mình mà học và đi đâu thực hành. Nên mình thấy được cái bài học đó. Cái đó là cái kinh nghiệm liền. Mà khi đã có kinh nghiệm ở đó, cái mình không có quên được đó. Thì nó sẽ cho mình có một cái bề dày, cái nghị lực và cái kiến thức của mình đó, để mình luận cái kỳ tới. Mà cái kỳ tới nó càng gì nó càng với tử này hả? Không phải quý tử thấy không, nhưng cái kỳ rồi sư có nói một số Phật tử họ thắc mắc á, thì nói chứ cái trái bắp á, quý tử cứ lọt cái vỏ nó ra hoài, cái tới hộp à. Cái tử lọt cái vỏ bắp á, đầu tiên có tử thấy trái bắp nó vậy, chứ mới tử lọt cái vỏ ra. Bữa nay ta lọt cái này, mai ta lọt cái này, mai ta lọt cái này, lọt từ tới trong cây trái bắp vậy, cái trong cái hộp bắp. Rồi cái hộp bắp á, mình lượm cái hộp bắp nó ra, là một cái ba cái mới vô được cái cùi bắp nè. Phải đi tới như vậy đó. Còn không á, quý tử nhìn ra ngoài không à, còn cái bên ngoài không á, thì mình không có hiểu được cái trồng trái bắp nó có cái gì. Mà vô cái đó nó có nhiều cái rau nữa, nhưng cái rau bắp á, tự thấy những cái rau đó là những cái mà mình khó chịu lắm. Những cái rau đó là những cái khó chịu lắm, tại mình ăn vô mình thấy khó chịu lắm. Tuy rằng là mình lấy rau bắp để mình nấu uống nước cho nó mát, phải không? Nhưng mà cái trong cái khi mình ăn á, có cái rau bắp nó khó chịu. Thì khi quý tử hành thiền á, những cái mà nó làm cho quý tử sẽ khó chịu là chẳng hạn như là ngứa nè, đau ngứa mặt nè, rồi cái nhột nhột nè, nó làm cho quý tử phải nhúc nhích, phải khó chịu. Đó là cái rau bắp. Thấy nó rõ ràng như vậy đó, mà quý tử sẽ thấy. Còn không á, thì quý tử đứng ở ngoài, quý tử không có thấy cái gì cả. Nó ngứa vào cái lúc đó, vậy quý tử làm sao? Muốn cãi ngứa, và muốn hết ngứa. Ha, mình đưa ra những cái tác ý mình lên trước, thì những cái đó nó chạy mình theo, nó chạy theo liền à. Khi mình thở lên nó mình thấy ngứa, mình ngứa. Cái giờ mình nó đưa mình hai cái tác ý mình lên liền, tác ý muốn cãi ngứa hay là tác ý để niệm ngứa thôi. Thì tôi sẽ có hai cái đó nó đến cho mình tự, tác ý muốn cãi ngứa thì tác ý để niệm ngứa. Thì lúc đó quý tôi sẽ có hai cái, một cái người quyết định đó gì, tác ý để niệm ngứa. Thì quý tử sẽ coi cái hiện tượng nó đến đó, đó là cảnh giả. Mình đã giả gì đó, là cuộc đời mình có nhiều cái nghiệp giả đến cho mình vậy đó. Còn khi mình tác ý mình để gãi ngứa,
thì là mình đã chiều cái nghiệp đó rồi mình bắt đầu chiều nó, tại vì cái đó không có, nó chỉ là một cái hiện tượng thôi. Đầu tiên quý tử sẽ thấy ở ngồi đây sao có kiến nè, nó bò nên xong nó làm cho mình ngọt, cái đó không có. Nhưng mà thật ra khi mà mình ra được rồi đó thì mình bị đi toàn là giả thứ giả cảnh không. Do đó nó thường thường á, thì khi mà tắc ý để cải ngứa và tắc ý để niệm ngứa đó, thì cái người mà có chiều sâu kinh nghiệm á, họ sẽ niệm tắc ý để niệm ngứa thôi, chứ không tắc ý để muốn cải ngứa, để niệm ngứa thôi. Thì cứ tưởng niệm cái ngứa đó nó sẽ tới, rồi cứ tưởng thấy cái niệm ngứa nó sẽ đi. Dạ, xin nghe. Bình thường sao tới hiện người vô hỏi hỏi ho hoài không biết con nó kiểu... cái đó là cái bình thường nó xảy ra cho mình, đó là cái rau bắp, cái đó là cái rau bắp. Mà thí dụ trong cái pháp hành người ta nói vậy, cái rau bắp mình thấy khó chịu lắm mà mình cũng phải qua, rồi mình cũng phải qua cái rau bắp đó để mình mới ăn được rau bắp đó, là vậy đó. Thành ra khi mà quý tử đi được vô cái đó rồi đó, là quý tử thấy mình có một chiều dài, chiều sâu kinh nghiệm và nghị lực, và mình có kiến thức rồi đó thì mới giải quyết được vấn đề. Còn không được, đứng bên ngoài không nói hoài cũng được, hãy vô trong. Một cái đào á, cái đào đó đó thì quý tử thấy không, đâu có phải cái gì mà cũng đơn giản đâu. Bây giờ quý tử ăn cái hạt bắp đó, mà cứ tự thấy có hàm bắp á nó cứng, có hàm bắp nó mềm, nó có phải tự lượng một cái bắp nào cũng là nó vừa ý mình đâu. Có hàm bắp nó nấu xong cái bắp nó cứng ngắc à, mình nhăn chết cái răng luôn vậy đó. Bắp già nha, bắp già hay bắp non thì chưa không nói, nhưng mà cứ tự thấy đúng không, thì cái khi mà cứ tự gặp cái đó thì là mình phải giải quyết thôi, chứ lại mình dùng cái bắp đó. Dù cái bắp đó mình không có ăn, mình không có hưởng được cái vị bắp đó. Cái đó là pháp vị đó, tham ái rasa, tham ái rasa là pháp vị đó. Nên quý Phật tử sẽ thấy khi mình ngồi thiền á, y chang trong cái bài học mình học này. Bữa nay mình thấy tâm mình có cảnh, nhưng ý mình có đối tượng. Mà cái ý mình có đối tượng thì mình có cái gì? Ý quyết định và ý giải quyết. Quyết định rồi ý giải quyết. Mình quyết định đi rồi mình giải quyết, còn mình chưa quyết định á mình giải quyết được. Vậy đó, cái đó nó liền nhau liền à, nó làm liền nhau là mình không có chậm mà nói rồi quyết định sao không có. Cái ý thức hài của mình nó nhanh lắm, mà cái phản xạ nó nhanh như vậy đó là tại vì sao? Mình có cái gọi là trí tuệ đó, hay là cấp trí đó nó nhanh, còn không á mình cứ ngồi mình sờ lừ đó. Có nhiều người đó trước một cái cảnh này họ giải quyết không được, là tại vì là sống hàng ngày họ cũng không giải quyết cái gì nhanh đó, từ từ vô đó ngồi lúng túng liền, cứ tính sao, cứ giải quyết sao vậy, mình cái này rồi đối phó sao, mình nghĩ sao, nghĩ ra con hả, động căng vậy đó. Quý cô tự sẽ thấy nó đến mình rất là hay lắm. Rồi cái mình giải quyết không? Khi mình giải quyết mình tính nó sao quyết định ra liền à, mỗi một cái nó gì vậy hết á. Là chưa quý tử có gì thắc mắc cho sự giải đáp tiếp theo ta, cái gì nào thắc mắc ông bên đây ngồi thì tên sao không ai thắc mắc không ai có lúc hả? Đúng rồi, cái hôn trầm á, thì nó có cái trường hợp đó là nó có nhiều cái trường hợp là bị hôn trầm lắm, tức là mình không có chuẩn bị trước cái pháp mình tu, mình vô cái mình bị hôn trầm. Chẳng hạn như là khi mình ngồi vô đó, mình phải chuẩn bị những cái tư thế mình hay là cái chỗ ngồi của mình và cái quan nghi của mình xong xuôi hết á, mình thấy thoải mái, thích hợp và mình thấy thoải mái mà vui tươi đó, thì phút giây đó nó ông lên trong cái tiền hồng trầm,
nhưng mà cứ tự ở bên ngoài đi vô làm nhanh quá rồi công việc chưa xong cái trở vô cái mừng luôn mà gọi điện đó, thì cái trạng thái nó mất ngày đó là mình sẽ bị hôn trọng liền, mình không có cái pháp chuẩn bị trước cái nó bị dính liền, thì bắt buộc làm sao thì mở mắt ra. Cái đó là cái đầu tiên mình nhìn. Cái thứ hai nữa đó là mình có cái chỗ là mình ngồi bị thiếu ánh sáng, thiếu ánh sáng mình bị hôn trầm. À, mình có ánh sáng nên mới đỡ hôn trầm. Nên nói các vị mà hành giả mà ngồi đó mà tối thì tối á, dù có nghị lực lắm là cũng bị dễ bị hôn trầm lắm. Cái đó là cái pháp người ta giờ ta tìm ra đó là phải có ánh sáng, nhưng mà sáng chói gì thì sáng đủ để đến cái hôn trầm. Tại vì khi mà mình ngồi mà tối hết á, cái tâm của mình á nó đi đến với trạng thái gì không có sáng suốt, quyết định là biết là chỗ này ghê quá thì sao mà thấy tối quá vậy, chỗ này nó lì lực quá vậy, cái là bắt đầu bị cái tâm nó kéo ra. Cái đó nó rất là nhanh. Nên á, như trường hợp nãy như trên ngồi nó quay lưng lại không, cái này tắt đèn sao nó tống thì sao nó qua bên đây rồi nên sẽ hết bị hụt trầm. Xin nghe. Sư sư cũng có một cái trạng thái là mình tắt đèn có lần để cái đèn nó luôn le le xíu gì mà nó tỉnh thức lắm. Không, cái đó là mình đã chuẩn bị hết. Cái đó cái pháp đầu tiên là mình chuẩn bị hết á, thì mình tỉnh thức hết á. Cái mà mình không có chuẩn bị á là nó hút ngay ra đó mình dễ bị hụt trầm lắm. Nha, yeah, leo liền. Cái đó là rất là nhanh kinh nghiệm. Đó mình phải chuẩn bị mà tư thế. Cho đó mình ngồi cho nó đàng hoàng, ổn định chưa, yên ổn rồi đó. Bắt đầu mình coi bài nghi mình thoải mái thích hợp rồi đó, mình mới đi vô. Không cần làm nhanh, anh đi nhanh, đã không có chuẩn bị nha. Vô cái bò xuất liền, cái cọc liền á, quất liền, nó quất liền á, nó cắt lại này. Đánh lén mà nó không có đánh mình cho mình đánh thẳng đâu, pháp đó pháp ngủ ngầm rồi đánh lén do đó đó. À, thành ra mình phải chuẩn bị hết, mà khi mà chuẩn bị hết là nó ngán lắm, thấy anh này là có đủ đồ nghề ra thì thôi không vô đâu, còn chưa đủ đồ nghề mới chọt được chứ đánh cả khác nha. Nên cái đó các là tâm lý mà thôi. Dạ. Đi vô thì con cũng là bị tư thế rồi, nhưng mà con nhớ con theo dõi hơi thở một lúc rồi cái con nhớ là con chưa tam quy bụi giới thì nó trở lại. Dạ, tư thế là lúc đó là trở lại làm lại rồi mới lấy lại hơi thở. Dạ. Đó, đây là nhớ là con hơi cho là dễ đó. Tại đó là quý Phật tử xin nói hoài á, mình không có làm gì nhanh á, làm nhanh là uổng lắm. Mình không có hưởng thức được cái sự chuẩn bị của mình á, mình mắc cái vị ngọt của sự chuẩn bị liền. Cái đó là hay lắm. Ví dụ như quý vị thấy khi mà mình muốn nấu một món đồ ăn đó, nó có hai cái hạng người nấu đồ ăn, tức là đụng đâu bóc đó, đụng đâu đó mở tủ để kiếm đồ thứ kia. Còn cái người thứ hai nhất á là như vậy, người thứ hai đó là gì, họ sắp sẵn hết đồ trên bàn, khi mà nổ lửa lên á thì không có tìm đó, từng tự bỏ vô theo thứ tự. Quý vị thấy không? Thì cái người mà chuẩn bị sẵn sàng hết á, ngó thấy là đã hấp dẫn rồi đó. Chưa có nấu ra sao nhưng mà ngó đã thấy gần vàng giá thấy cũng là ngon lành rồi đó. Còn cái này mà đụng đâu cái đồ tiêu đâu á, ổ đâu á, rồi đây là nước chấm đâu á, ngó đồ ăn chút xíu nó bày nhầy gì chứ cái đồ ăn mà nấu à, nó không hấp dẫn. Nên nó mình phải có cái gọi là nghệ thuật. Nghệ thuật đó là nghệ thuật chuẩn bị. Nghệ thuật chuẩn bị nó hay đó. Mình không có chuẩn bị trước á, mình mất đi cơ hội. Mình đó là do đâu? Cũng là do mình là không có chuẩn bị, là mình làm nhanh. Cái gì mình cũng tập, cái làm nhanh cái lại vậy đó. Từ từ sẽ được. Có cái nữa mà cái hôn trầm á, con để ý là khi nào mình hôn trầm mình biết. Lúc đó là con trở lại cái hơi thở nó hơi dài một chút thì lấy oxygen được nhiều hơn. Ngay lúc đó ba hơi thở thôi là nó tỉnh à. Đánh liền. Dạ. Cái thứ hai nữa đó là khi quý tử bị ho đó là mình cần phải uống nước, không ảnh hưởng tới phổi với cuống họng của mình bị khô. Thì sẽ chỉ cho cái cách là
là nhiều vị lắm, họ sự thường mà bị ho đó, ngứa cổ á, là quý tử chỉ đưa cái lửa quý tử lên nắp hộp, đưa quý tử lên nắp hộp là nước miếng nước tương à, rồi cái quý tử nước vô cái này giống như thay mình đúng nước, quý tử không có phải lúc nào phải lo có nước ở hai bên hết đó, bên này quý tử có, quý tử nó chuẩn bị gì ở trong rừng nó đâu có, họ sẽ si đặt ta sẽ đâu có trong nước hai bên. Thì cái đó ngày quý Phật tử đọc coi trong bài Trung Bộ Kinh đó, ta đã đưa lửa lên nóc họng và ta nó nghiến lại à, tất cả đều giải quyết. Ngài nói cái câu đó, quý tử đọc lại câu đó, ta đưa lửa lên nóc họng, nên là ngài nói cái đó. Thì cái y chang vậy đó, khi Phật tử mà bị ngọt ngọt ngứa ngứa khô khổ hay là Phật tử quý bị ho sặc á, là Phật tử đưa lửa lên nóc họng, nước miếng nó tuôn ra một cách rất là khoa học lắm, mà đó là một trạng thái sinh lý của cơ thể của mình, nó phát triển liền cái nó tương ra, cái tự nuốt từ từ vô, nuốt từ từ vô, nó tự như uống nước chậm lại vậy đó, nhưng uống ập cái nó nhanh vẫn bị ho. Khi mà cái tự ho đó, cái tự phải uống nước từ từ vô thì cái cổ họng nó thông, cái nó có trơn trù ra, nó bớt ho, nó bớt ngứa cổ nó họng, cái tự đưa lửa ra tập họng, làm như vậy đó tránh những cái trường hợp ho của mình, mà không có làm cho mình bị khô quá họng, mình sẽ bị kẹt. Thì xin nghe. Sư khi mà ho như vậy đó thì mình đâu có kiểm tra cái tác ý được mặt nó biết hết á, nhưng mà cũng bật mà nhân dẫn mà chạy mình chịu nó biết hết không mà mình vẫn chịu đó, mình biết á, mình chặn lại được à, và mình có cũng vậy đó, tác ý để ho hay là tác ý để niệm ho, hay là vừa ho vừa niệm. Cái nếu hôm nay là nhìn thấy được cái xanh cái diệt, yeah, quý lắm, mà trong cái đau nghe cái đau theo dõi hơi thở, yeah, thì mồ hôi đó mình nhìn thấy cái đó giống giống như là mình nhìn hai con cá nó bơi trong hồ bơi như, yeah, đó, yeah, cái đó là cảnh hay là giống cảnh là... à, bị lôi rồi, cảnh là mình bị lôi rồi, còn cái đối tượng là mình phải chăm chú mình theo dõi đó thì nó không có lôi mình thấy cái cảnh, yeah, đâu, cái đó là cảnh này. Thì khi mà mình còn theo dõi thì mình thấy được cái, yeah, đối tượng, tức yeah, là đó đối tượng mình đang đi theo, khi mà đã quen rồi mình nhìn thấy rồi, giống như là hình hai con cá nó bơi rồi, rồi là cảnh rồi, rồi. Yeah. Đó nên là nãy sư nói đó, khi mà mình không có mình không niệm cái sanh diệt nó xuống luôn cái là thấy vô thực liền à, yeah. Còn cái này mình trở là cảnh buồn hay là cảnh vui gì đấy, dính rồi trở là cái cảnh đó này mà nó lẹ lắm, nó đẩy mình rất là nhanh. Bài bản là xưa chưa xóa mà còn đang để quý sờ sờ đó mà. Cái đó quý tử thấy không, khi mà thấy nó buồn á là cảnh, vui là cảnh, sanh diệt đó là cái trạng thái nó xen kẽ giữa buồn và vui, tích tắc đó thôi à, mà tích tắc đó mà quý tử thấy được sanh diệt đó, quý tử đi tới cái vô thường đi quý tử ra được, còn không thì trở lại vui và buồn. Hồi nãy sẽ hỏi chứ ở đâu, quý tử nó không vui không buồn, quý tử không nói cái đó à. Là cũng bị ướt trong cảnh nè à. Nên nó mình mắc cơ hội đó, nhưng mình lấy lại thì sao, mình lấy kinh nghiệm làm lần nữa, không có gì nữa. Mình rất là hay cái chữa đó, nhiều người chưa là biết bàn gì đâu. Không phải, nó chưa, nó mới là cảnh hành thôi, à, rồi mới tới thủ tùng, rồi mới tới chưa chỉ dài nhiều tập, chỉ dài nhiều tập. Đó mới là cảnh hành. À, đó mới là cảnh hành thôi, rồi mới vô thủ tùng, rồi mới vô. Chứ đâu có phải nhanh để nói gì chứ, sắc na cũng lẹ lắm rồi. Cái chuyện của tôi cái kèo áo. Như vậy là khi mình đau, mình quan sát nó và mình thấy tới cái trạng thái nó vô thường, như vậy là trở lại kinh nghiệm gì? Không, không để cho cái cảnh nó... Đâu, mình niệm cái vô thường đó là đủ rồi. Còn muốn tính trở lại niệm cái kia đó làm trở lại cảnh nữa. Như vậy là giữ cái trạng thái vô thường đó để là tiếp tục là... Thấy thôi chứ không có giữ. Thấy cho sao thì thấy rồi. Thấy rồi. Chứ không có vậy. Thấy là sao rồi. Nhưng mà sao thì sao thì không, ngồi phản kháng lại. Bắt chân quyền cạch tí. Tức là ra rồi. Tức là khi mà vô thường là thấy vô thường là cái lần nghiệm cái đó là phản kháng lại. Cái là bắt chân quyền tí. Tức là mình phản kháng lại cái phiền não mình đã thấy đó là vô thường đó. Là mình ra luôn. Cho mới trở lại. Như tiếp tục ngồi thấy ở quan sát nữa. Đã quả rồi. Không, mình buông. Rồi rất là xả ra rồi. Rồi mấy em mà lại cái tu hành thì chị về.
Không có, ai nói khó? Đừng có nói khó, mình nói khó là mình có chứng khó. Lúc mình thấy vô đường rồi mà còn không có giờ. Kịp là ai kêu đi làm nhanh đâu, không kịp. Còn giờ, cái lo cái không kịp rồi. Còn thấy rồi, còn thấy rồi, hết. Bữa nay xin mở cái cửa cho chị, mình cũng la lần nè. Quý tử thấy cái trường học tâm này nó không phải như cái trường học tâm ngày xưa. Phải không? Nghe tôi còn là chưa lâu. Quý tử thấy không? Mà quý tử đưa ra như vậy rồi ra là quý tử không có nói lý do là không kịp. Tại quý tử muốn kịp mà. Quý tử muốn kịp không à? Mình thấy rồi là mình cái xả thiện thôi là mình tiếp tục. Không, phải khác. Mà quay trở lại nhìn. Dạ, cho lại nhìn. Quan sát lại nữa. Quan sát, thấy nó nhẹ nhàng dạ, rồi đó. Đó là đủ rồi đó. Được, cái đó là chính mùi rồi đó. Dạ, con thấy nhiều lần. Tại vì khi khi mà mới tự thấy cái vô thường đó, mà thật sự là thấy rồi đó, mới tưởng có thành kiến. Còn mới tự nói chớp hù, thấy ghê quá, thấy rồi, rồi mới tự có bị thành kiến liền. Nguyện gì nữa? Rồi gian giái cầu cúng tế ra. Vậy là với cách tổ. Về cúng cái gì đó. Thành công là cúng bà. Cái bà tổ. Bà cũng ăn thịt theo bà xuống. Cúng tổ. Cái ra, cho đó cái tự thấy cái đó. Rồi là cái tự là gì cái thăng kiến rồi đó. Thấy chưa? Cái rồi. Cái quý tử nếu mà không thấy đó, quý tử còn thấy vui và buồn là thôi, người ta thăng kiến cái đâu, còn đó. Quý tử thấy chưa? Sanh diệt là không có thăng kiến, vô thường có thăng kiến. Thấy không? Ra chưa? Ra được rồi. Tại vì mình không có quen, mới quá, bài này mới quá. Nó đến liền quý tử liền à. Nên quý tử, nên cái phần mà người ta thường thường người ta nói, khi quý tử nhớ chỉ cho cái này đó nè, quý tử quên nhiều cái lắm. Trước khi mà vô cuộc thi đó, người ta cho có thể có 10 phút ra ngoài ôn bài đi rồi xong đi cuộc thi không? Nó sẽ kêu đi nghỉ vô lao đây đó. Đấy chưa? Phải ra mình ngồi nghiệm liền. Cái gì, chuẩn bị vô chứ. Chắc chắn là vô có. Mà sẽ nói với tôi không có nghe. Dép vô là lòi ra rồi. Cái gì? Lòi ra. Tôi không có nghe. Chắc chắn là vô có, không có chạy đâu đâu. Chắc chắn rồi. Nên cái không chịu, cái làm gấp gấp lẹ lẹ vô. Sĩ. Rồi chưa? Rồi ta nghỉ. Rồi chưa? Rồi. Ta được giờ nữa. Rồi. Anh sẽ phụ nhau mà dọn phòng học.